Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 34. Thái gia gia của anh tiền bối Tô Vô Kỵ, chính là tu luyện giả, là uy áp cả một thời đại, Tô gia sao có thể không dùng thủ đoạn tu chân được. Thiên Sơn Tuyết lộ ra một nụ cười, sau đó tò mò hỏi, Tô Thương, có thể nói rõ ngọn ngành với tôi không, anh hiện tại có thể đối phó với cảnh giới võ giới cổ nào? Khó nói lắm. Tô Thương cười nói, trong tình huống bình thường, luyện khí tầng 9 có thể giết bán bộ thần tông, đối mặt với thần tông sơ kỳ, cũng có thể giao thủ một phen. Có điều, tôi có vài mánh khóe, thần tông trung kỳ cũng không phải đối thủ của tôi, còn cao hơn thì có chút khó khăn. Tô Thương nói thật. Vậy sao? Thiên Sơn Tuyết thiệt tình cười nói, tôi vốn cho rằng, cho dù anh tham gia bách tông hội võ, cũng không có khả năng đoạt được đệ nhất danh. Có điều hiện tại xem ra, anh có hy vọng đấy chứ. Tô Thương, nếu anh có thể đánh bại mọi người, trở thành người đứng đầu bách tông hội võ năm nay, vậy anh sẽ là cổ võ minh chủ, thống lĩnh toàn bộ võ giới cổ. Thiên Sơn Tuyết nổi giận nói, cho nên, anh nhất định phải toàn lực ứng phó. Hả? Tô Thương nghi hoặc nói hỏi, bách tông hội võ đệ nhất danh và cổ võ minh chủ liên quan gì đến nhau sao? Đương nhiên có. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, liền một năm một mười nói ước định của các thế lực lớn cho Tô Thương. Thì ra là thế. Tô Thương gật đầu như đã hiểu ra chuyện, sau đó cười nói, ông Cố Anh, chính là minh chủ võ lâm. Với tư cách là con cháu đời sau của ông ấy, anh nhất định phải làm minh chủ, để nhà họ Tô trở lại thời kỳ huy hoàng mới được. Thấy Tô Thương khí phách như thế, Thiên Sơn Tuyết bỗng ngây người ra. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Thương. Nhưng, sau khi lấy lại tinh thần, Thiên Sơn Tuyết liền nhắc nhở Tô Thương, thực lực của anh có cơ tăng đến hạng nhất, nhưng thân phận của anh, quá đặc biệt. Hơn nữa anh lại là người tu chân, tin tức này một khi bị mấy lão già trong giới luyện võ kia biết, sẽ lâm vào cảnh phiền phức bủa vây đấy. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, lần trước em gọi điện thoại với anh, em đã nhắc anh rồi. Bên cạnh anh, thực sự có trụ cột rất mạnh phải không? Ừm. Tô Thương gật đầu cười nói, cô gái lúc nãy mặc áo da bó sát người kia, tên là Ali, em để ý tới cô ấy à? Đây không phải là người phụ trách việc chăm sóc anh sao? Nhắc đến Ali, Thiên Sơn Tuyết đương nhiên có ấn tượng rồi, cô ta liền đỏ mặt nghiến răng nói, em đang muốn nhắc đến một chuyện, Tô Thương, anh đến võ đang, là vì tham gia đại hội võ thuật chăm phái. Đưa theo một cô gái xinh đẹp dễ thương như vậy tới làm cái gì, anh cũng không sợ buổi tối tiêu hao sức lực quá thì sẽ ảnh hưởng đến lực phát huy trên lôi đài của anh à. Khụ. Tô Thương sờ lên mũi, gượng cười nói, Tuyết Nhi em hiểu lầm rồi, Ali chính là trụ cột rất mạnh mà anh nhắc tới đây. Đừng thấy cô ấy trẻ, nhưng trên thực tế, cô ấy đã trúc cơ rồi đó, thực lực thâm sâu khó đoán nha. Hệ thống tu chân, giai đoạn luyện khí kỳ và trúc cơ. Cách biệt nhau một trời một vực, đặt chân đến trúc cơ, thì thực lực vô cùng kinh khủng đó nha. Tô Thương nói tiếp, cho nên anh tin rằng, có cô ấy ở đây, chuyến đi võ đang lần này, không ai có thể làm anh bị thương được, dù là thân phận bại lộ, anh cũng có thể trở về toàn thây. Trúc cơ. Thiên Sơn Tuyết nghe thấy vậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền thở dài một hơi, nói, vậy thì em yên tâm rồi, em còn tưởng rằng, anh không có chừng mực thật cơ. Ha ha! Tô Thương thấy vậy, liền tiến lên một bước trêu ghẹo, Tuyết Nhi, sao vậy, thấy bên cạnh anh có cô gái đẹp như vậy, em ghen sao? Có một chút. Thiên Sơn Tuyết nói, nhưng, cũng không sao, em cũng không để ý lắm đâu. Thật sao? Tô Thương khẽ cười một tiếng, sau đó liền nắm lấy tay Thiên Sơn Tuyết, muốn ôm cô ấy vào trong ngực. Nhưng Thiên Sơn Tuyết lại đẩy Tô Thương ra. Nghiêm túc nói, Tô Thương, chuyện năm đó, là em có lỗi với Lý Nguyệt, cô ấy đồng ý chấp nhận em, nhưng em không thể được đằng chân lại lân đằng đầu được. Cho dù ở bất kỳ đâu, đều phải có tôn ti trật tự, trong nhà cũng như vậy. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, anh đã có hôn ước với Lý Nguyệt, cô ấy mới là chính thất, trước khi anh chưa kết hôn với Lý Nguyệt, em sẽ không cho anh chạm vào em đâu, đây là nguyên tắc của em. Được. Tô Thương nghe vậy, liền gật đầu. Trừ cái đó ra, em vẫn có một nguyên tắc nữa, chỉ cần anh đồng ý với em,
thì em mới có thể gả cho anh. Thiên Sơn Tuyết nhìn sang Tô Thương, nghiêm túc nói. Nguyên tắc gì, em nói đi. Một khi chạm vào em sẽ không cho phép anh tới những nơi như quán bar, thanh lâu nữa. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói, anh có thể nuôi rất nhiều cô gái ở bên người, và cả những cô gái chỉ thuộc về riêng anh, nhưng anh không thể đụng vào loại con gái mà ai cũng có thể làm chồng được, vì im chê bọn họ dơ bẩn. Nếu anh đụng vào rồi, thì anh cũng dơ bẩn như vậy, con người em có bệnh sạch sẽ, cho dù sau này có cô đơn cả một đời đi nữa, thì em cũng không cho anh đụng vào người em thêm một lần nào nữa đâu. Oan uổng quá đi. Tô Thương gượng cười nói, Tuyết Nhi, lúc nãy, sở dĩ anh muốn đến Thanh Lâu, là thực sự muốn thấy được sự khác thường của Xuân Quang Lâu đó. Đừng giải thích nữa, điều này thì em tin anh, nhưng em muốn anh đồng ý với em, sau này sẽ không đến quán bar, không động chạm đến bất kỳ người đàn ông, phụ nữ nào nữa. Thiên Sơn Tuyết nghiêm mặt nói. Tô Thương mở miệng trả lời, được, đương nhiên không có vấn đề, thật ra anh cũng cảm thấy bọn họ rất dơ bẩn. Thiên Sơn Tuyết gật đầu, cô ta khá hài lòng với câu trả lời của Tô Thương. Tuyết Nhi, sau khi biết được thân phận của em, trong lòng anh có một câu hỏi, em có thể trả lời anh được không? Lúc này, Tô Thương nói. Được chứ, anh hỏi đi. Năm đó khi em che giấu thân phận, đến Giang Bắc, sau đó chúng ta xảy ra chuyện như thế. Tô Thương nhìn sang Thiên Sơn Tuyết, nghiêm túc hỏi, anh muốn biết, em đang lợi dụng anh, hay là có tình cảm thực sự với anh vậy? Thiên Sơn Tuyết tiếp nhận ánh mắt của Tô Thương, nhếch môi lên, nở một nụ cười có ngụ ý sâu xa, anh thấy thế nào? Anh đẹp trai như vậy, hơn nữa, năm đó anh là chàng trai vô cùng ấm áp, 5 lần 7 lượt bảo vệ cho em. Tô Thương ra vẻ nói, còn em, thì là một cô gái yếu đuối đáng thương, anh dang rộng cánh tay, đem lại cho em cảm giác vô cùng an toàn, chắc chắn là do em không cẩn thận mà đã yêu anh phải chứ? Ha ha! Tô Thương, anh thay đổi nhiều thật, trở nên cao hơn, mạnh hơn, phong thái cũng đĩnh đạc hơn rồi. Thiên Sơn Tuyết nói lạc hướng, mỉm cười nói, nhưng, có một thứ duy nhất không thay đổi đó là da mặt của anh, dày thật đấy. Mau nói cho anh biết, Tuyết Nhi, em có yêu anh không? Tô Thương hỏi. Em không muốn trả lời. Khuôn mặt xinh xắn của Thiên Sơn Tuyết hơi ửng hồng, sau đó đổi đề tài, Tô Thương, quy tắc của Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, anh còn không biết phải không? Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Thiên Sơn Tuyết, trong lòng Tô Thương đã có đáp án, bèn không hỏi lại nữa, mà trả lời, anh vừa tới võ đang, còn chưa kịp hiểu rõ nữa. Vậy để em nói cho anh nghe một chút. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói, người tham gia Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái năm nay, có khoảng hơn 500 người. Hơn 500 người này, sẽ bị chia thành 20 trận đấu, chia theo 20 bảng để tranh tài. Cửa này, chính là trận tranh đấu loạn xạ, người đứng đầu mỗi trận đấu, sẽ thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, đương nhiên. Vì đề phòng hai hay nhiều người có thực lực siêu mạnh bị phân về một bảng, cho nên người còn lại cũng sẽ không bị loại. Người dự thi không lấy được vị trí thứ nhất trong đường đua, có thể tiếp tục chiến đấu, cuối cùng lại chọn ra 8 tên nhân tài, với 12 tên đứng thứ nhất, cùng nhau tiến vào cửa ải tiếp theo. Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói, còn về cửa thứ hai, là cuộc thi đấu đôi, người thua thì bị loại, 10 người sẽ được thăng cấp. Cửa thứ ba, cũng giống vậy. Một đấu một, 5 người thăng cấp. Cửa thứ tư, sẽ rút thăm quyết định một người được miễn, trực tiếp được thăng cấp, còn lại 4 người thì một đối một, một kẻ bại bị loại, sẽ còn lại 3 người, chính là tiền tam giáp rồi. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, cửa thứ năm, do thiên tài bị loại ở cửa thứ tư, chủ động cho ra 2 người trong số đó để đấu với nhau, ai thắng thì sẽ tiến vào trận chung kết. Cửa thứ sáu. Chính là trận quyết đấu của người tham gia mạnh nhất năm nay, người thắng chính là người đứng đầu của Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, theo lý sẽ trở thành minh chủ võ lâm. Thiên Sơn Tuyết nhắc nhở, Tô Thương, các tông phái lớn đều ngấp nghé vị trí minh chủ, cho nên cũng không bỏ cuộc, theo tôi được biết, trong đó không thiếu thần tông, nói không chừng sẽ có thần tông trung kỳ, hậu kỳ, anh phải cẩn thận đó. Anh hiểu rồi. Trong lòng Tô Thương đã có một sự hiểu biết nhất định về Đại hội Võ Thuật Trăm Phái,
anh ấy tin rằng bản thân nhất định có thể đi đến cuối cùng. Nhưng audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ấy liền nghĩ tới một chuyện, cách đây không lâu, Thục Phân có nhắc đến Đoan Mộc Lưu, nói bên trong cơ thể Đoan Mộc Lưu có một tia sức mạnh siêu việt của thần tông. Lúc đó Tô Thương liền sinh ra tính tò mò, lúc này nhìn sang phía Thiên Sơn Tuyết, hỏi Tuyết Nhi, bây giờ em là cảnh giới gì vậy? Thần tông, đỉnh phong, Thiên Sơn Tuyết thành thật nói, biểu cảm có chút tự kiêu. Mạnh như vậy à? Tô Thương tuy đã đoán được từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng Thiên Sơn Tuyết nói ra, thì vẫn có chút ngạc nhiên, liền nghi ngờ nói, năm nay em hơn 20 tuổi, nhưng sao cảnh giới lại cao như vậy? Đây là một loại bí thuật của núi Cửu Phong, nói ra thì hơi phức tạp, tóm lại, em có được thực lực như ngày hôm nay, thì nội bộ của núi Cửu Phong đã phải hy sinh rất là nhiều. Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Thiên Sơn Tuyết thoáng có chút tĩnh lặng, nhưng rất nhanh ánh mắt cô ta liền kiên định lại. Khi cô ta nhớ ra trách nhiệm của mình, đó chính là hóa giải sự nguy hiểm sắp tới của núi Cửu Phong. Năng lực càng cao, thì trách nhiệm lại càng lớn. Nhất định sẽ không làm hổ thẹn với thực lực của bản thân, không hổ thẹn với những người đã chết vì mình. Tô Thương thấy Thiên Sơn Tuyết không đồng ý nói cụ thể câu chuyện, thì không có hỏi tới chuyện này nữa, mà đi thẳng vào chủ đề luôn. Tuyết Nhi, anh muốn biết, trên thần tông, còn có cảnh giới nào khác hay không? Cái này. Thiên Sơn Tuyết trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu nghiêm túc nói có. Trên thần tông, còn có một cảnh giới nữa. Tên là Võ Thần Lục Địa. Nét mặt Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói, người luyện võ và người tu chân khác nhau, người luyện võ không quan tâm tu luyện cảnh giới cao bao nhiêu, cũng không có tư cách đi đến tinh không cổ lộ, để rời khỏi trái đất. Nhưng rất ít người luyện võ, dùng võ thông thần, và thực lực của bản thân, có thể khiến trái đất vỡ vụn ra, có thể khiến nước sông cuồn cuộn, khiến trái đất này chấn động luôn, đây là Võ Thần. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, nhưng vì cao thủ võ thần, cũng không có cách nào phá vỡ được không trung để rời khỏi trái đất này, bởi vậy được gọi là lục địa võ thần. Bên trong hệ thống luyện võ, trên thần tông, chính là cảnh giới võ thần lục địa. Thiên Sơn Tuyết thành thật nói, thực lực của võ thần lục địa, cũng không kém hơn người tu chân ở cảnh giới trúc cơ là bao, cụ thể ai mạnh ai yếu, em cũng không rõ lắm. Võ thuật lục địa sao? Tô Thương gật đầu. Xem ra Đoan Mộc Lưu, cũng đã gần chạm đến cảnh giới này rồi. Chỉ là, ông ta còn chưa thực sự đặt chân đến cảnh giới đó, thì đã bị Tô Thương bẫy chết rồi, nói ra thì rất buồn. Đương nhiên, Đoan Mộc Lưu, chỉ là mới chạm đến một chút thôi, ông ta không còn sống được bao lâu nữa, chắc chắn sẽ không có cách nào thực sự đặt chân đến võ thần lục địa được. Tuyết Nhi, trong giới luyện võ, có cao thủ của cảnh giới võ thần lục địa không? Lúc này, Tô Thương hỏi. Khả năng là có đấy. Thiên Sơn Tuyết nói, Thạch Hạo Hãn của vùng núi Tế Trời, ông lão ở núi Lao Sơn của vùng đất giữa núi và biển, lão độc vật của vùng thâm sâu vân vụ, lão môn chủ của núi Võ Đang, ông chủ đang kế nhiệm bây giờ của dòng họ Tây Môn. Trong giới luyện võ, các nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy của các ngọn núi lớn, đều là những trụ cột rất mạnh luôn đó. Những người kia, rất nhiều năm rồi không giao đấu. Nên không ai có thể biết rõ thực lực của bọn họ cả. Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói, nhưng, những năm gần đây, có người nhìn thấy trên núi Thái Sơn, có một người toát ra hào quang màu vàng, một cái tay có thể nâng một ngọn núi nhỏ, nghe nói người toát ra hào quang kia, rất giống với Sơn Chủ Thạch Hạo Hãn của núi Thái Sơn. Vùng đất giữa núi và biển cũng có một truyền thuyết như vậy, có người nhìn thấy một ông già mặc áo đạo sĩ, điều khiển làn sóng, ngự sóng mà đi. Khua tay một cái, nhấc khoát tay, liền có thể giấy lên sóng lớn cuồn cuộn, thậm chí còn che khuất được mặt trời, tuy không thấy rõ hình dáng của ông lão mặc đồ đạo sĩ kia ra sao, nhưng bóng người đó, hình như là ông lão của Lao Sơn. Còn về vùng đất thâm sâu vân vụ thì càng khoa trương hơn, nghe đồn lão độc vật của vùng núi thâm sâu vân vụ, có thể hồi xuân lại, sau khi luân hồi qua 9 lần, liền có thể một chân bước vào cảnh giới võ thần lục địa. Thiên Sơn Tuyết thuộc nắm rõ trong lòng bàn tay, tiếp tục nói, tóm lại, giới luyện võ không đơn giản như anh nghĩ đâu, cảnh giới võ thần bên trên của thần tông, mới là cảnh giới luyện võ mạnh nhất. Ha ha, như vậy mới thú vị chứ.
Tô Thương khẽ cười một tiếng, không lo lắng chút nào về sự an toàn của mình. Nếu Thục Phân đã nói, có thể đối phó được với cảnh giới này, thì nhất định sẽ làm được. Nhưng, anh ấy lại muốn kiểm tra kỹ hệ thống của giới luyện võ một lần nữa, không ngờ rằng trong giới luyện võ, còn có thể tu luyện đến mức độn trời đất cộng hưởng lại với nhau, đúng là khoa trương quá rồi đấy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được, trái đất bước vào thời đại mới cũng được 1.000 năm rồi. Sau khi chiến sĩ luyện khí trước thời Trần biến mất, trái đất bắt đầu tu luyện võ thuật, cứ thế cho đến bây giờ, khó tránh khỏi có thế hệ người tài xuất sắc, không ngừng đánh bại trụ cột lớn mạnh của giới luyện võ. Bất kể một loại hệ thống nào, nếu tu luyện được tới đỉnh cao, thì đều là đáng kính nể. Đúng rồi. Lúc này, Tô Thương cười nói, Tuyết Nhi, ở những nơi khác có thể em không biết rõ, nhưng ở núi Cửu Phong chắc chắn là em sẽ biết, dù sao em cũng là minh chủ cửu môn mà, núi Phong Sơn bọn em, có cao thủ võ thần nào không vậy? Cái này em cũng không biết. Thiên Sơn Tuyết khẽ cười một tiếng, nói như này, ở núi Cửu Phong người mạnh nhất là ông nội thiên niên sát của em, ông ấy may mắn từng gặp tiền bối Tô Vô Kỵ, hơn nữa còn có được sự chỉ điểm của tiền bối Tô Vô Kỵ nữa. Còn về cảnh giới của ông nội em, ông ấy không nói cho em biết, nhưng ông ấy đã nói với em, sẽ đem hết toàn bộ sức lực, đồng quy vu tận với người nhà họ Tây Môn. Thiên Sơn Tuyết nhìn về phía Tô Thương, cười nói, Tô Thương, chắc hẳn anh đã biết kẻ thù của nhà họ Tô, bây giờ dòng họ Tây Môn như tu hú chiếm tổ chim khách, em đoán anh nhất định muốn đánh bại bọn họ. Nếu như anh muốn đánh dòng họ Tây Môn, chỉ cần anh tùy tiện nói một câu thôi. Núi Cửu bọn em sẽ dốc hết toàn sức lực để trợ giúp. Vừa nói xong câu cuối, Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc, chỉ mong sau khi tiền bối Tô Vô Kỵ tái xuất, là có thể giải quyết được mối nguy hiểm của núi Cửu Phong chúng ta rồi. Thiên Sơn Tuyết, và toàn bộ mọi người ở núi Cửu Phong, đều tin tưởng lão môn chủ của Thiên Cơ Môn, họ kết luận rằng duy nhất nhà họ Tô là có thể cứu vãn được núi Cửu Phong. Hơn nữa, bọn họ cho rằng, người hóa giải được mối nguy cơ của Cửu Phong này, nhất định chỉ có thể là Tô Vô Kỵ thôi. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, chỉ có Tô Vô Kỵ mới có được thực lực này. Và bọn họ cho rằng, nhà họ Tô thực sự muốn khôi phục đỉnh phong, thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là sự hiện diện của Tô Vô Kỵ kia. Vì vậy, toàn bộ mọi người ở núi Cửu Phong, đều đang chờ đợi Tô Vô Kỵ, còn về mối quan hệ thân thiết với Tô Thương. Chỉ là một loại thủ đoạn để bước chân đến chiếc xe ở chiến trường của nhà họ Tô thôi. Ông cố. Tô Thương nghe thấy ba chữ Tô Vô Kỵ, liền lắc đầu, rồi nói, tuy cháu không biết mối nguy cơ của núi Cửu Phong là gì, nhưng nếu ông cố xuất hiện, chắc chắn cháu sẽ mời người đó ra mặt. Nhưng mối thù giữa nhà họ Tô và dòng họ Tây Môn, cháu muốn tự mình ra tay giải quyết. Cháu đã từng nói, sau đại hội võ thuật trăm phái, định làm cho Tây Môn nhuộm máu núi Côn Luân luôn. Ánh mắt Tô Thương kiên quyết nói, quanh người hiện ra sát ý ngập trời, ánh trăng cũng tối xám lại một chút, giống như sợ ánh mắt này của anh ấy vậy. Thiên Sơn Tuyết nhìn thấy bộ dạng này của Tô Thương thần thái, bỗng thất thần, bị thu hút rất sâu sắc, trong lòng có chút rối loạn của một con nai đi lạc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Điều nên nói cũng đã nói rồi. Sau đó, Tô Thương và Thiên Sơn Tuyết cùng nhau trở về võ đăng cổ trấn và đi bộ vào Xuân Quang Lâu. Nhưng Ali, Tô Tinh Hà, Tô Du Du, Vương Phú Quý, bốn người họ không ở bên ngoài. Cùng lúc đó, có một giọng của một thiếu gia dịu dàng hiền hậu, truyền tới bên cạnh. Tuyết Nhi, em đến võ đăng rồi hả? Thiếu gia bên cạnh em là ai vậy? Tô Thương nhìn cậu thanh niên đang bước tới, anh khẽ nhíu mày. Người này mặc một bộ trường bào dài màu đen, mặt mũi sáng sủa, tuấn tú, quanh thân tản ra khí tức âm trầm. Đương nhiên, sở dĩ Tô Thương nhíu mày, là bởi vì trên người cậu ta, anh đã phát hiện ra một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này, rất giống với mùi hương của tên cao thủ thần Tông Trung Kỳ đã chặn giết anh họ Thạch Cửu Thiên. Cũng chính là nói, người thanh niên này ắt hẳn có quen biết với tên sát thủ đó. Mà người thanh niên này chính là người đã theo đuổi Thiên Sơn Tuyết lâu nay, thiếu gia Mạc Đao. Lúc này, Mạc Đao mặc dù ngoài mặt thì tươi cười nhưng ánh mắt lại vô cùng hung hãn, rõ ràng chẳng có ý tốt gì với Tô Thương.
anh ấy là Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Mạc Đao, giọng điệu hờ hững giới thiệu, là cha của Tinh Hà và Du Du. Tô Thương. Sau khi biết được thân phận của Tô Thương, Mạc Đao trong nháy mắt không kiềm được tức giận, hận ý đối với Tô Thương càng thêm rõ ràng. Sao nào? Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Mạc Đao, cười như không cười nói, anh biết tôi sao? Hừ. Mạc Đao nhìn chăm chú Tô Thương, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, Tô Thương, chuyện 5 năm trước, tôi đã nghe rồi. Anh là cái tên công tử bột, tội ác chồng chất, sau khi say rượu lại xông vào phòng của Tuyết Nhi, làm cho cô ấy. Cái đồ chó đáng chết, mấy năm nay, tôi không chỉ có một lần muốn đến Giang Bắc, tính sổ với anh, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn chưa có cơ hội để đi. Mạc Đao híp hai mắt lại. Trong lòng bàn tay hiện ra một luồng xương độc, trầm giọng nói, nếu như đã gặp nhau ở đây, thế thì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh, hôm nay tôi sẽ thay Tuyết Nhi, dạy dỗ cái tên công tử bột không bằng heo, chó như anh. Ha ha! Tô Thương thấy vậy, cười nhạo nói, anh là cái thá gì chứ, chuyện giữa tôi và Tuyết Nhi liên quan gì đến anh? Tôi chính là Mạc Đao của Lư Sơn, mọi người hay gọi tôi là Thiếu Gia Mạc Đao. Mạc Đao giới thiệu tên họ của mình xong, thì tức giận nói, Tô Thương, tôi và Tuyết Nhi từ nhỏ đã quen biết nhau, xem như là thanh mai trúc mã, anh làm tổn thương đến cô ấy, tôi đương nhiên có tư cách để tìm anh báo thù rồi. Tổn thương? Ha ha, đúng là lời nói vô căn cứ, tôi làm tổn thương Tuyết Nhi lúc nào, tôi chỉ là khiến cho cô ấy thoải mái vô tận mà thôi. Tô Thương cười đùa nói, nếu không... Sao cô ấy còn hạ sinh một cặp long phượng cho tôi chứ? Tô Thương đã nhìn ra rồi, cái tên Mạc Đao ở trước mặt này chắc hẳn là tên theo đuổi Thiên Sơn Tuyết. Thực lực của người này không yếu, nhưng cũng phải xem là so với ai nữa. Anh ta giỏi lắm thì cũng chỉ là một tên bán thần tông, cho dù là có thêm mấy thủ đoạn nữa cũng chẳng gây ra được khó khăn gì. Người luyện võ ở cảnh giới này, Tô Thương đều không thèm để vào trong tròng mắt. Nhưng mà, giết người thì phải có động cơ, trước khi ra tay, Tô Thương định hành hạ tên này một trận mới được. Thoải mái vô tận. Quả nhiên, sau khi nghe những lời nói của Tô Thương, hai mắt của Mạc Đao liền đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương, cái tên tiểu nhân bị ổi, lời này mà mày cũng nói ra được. Ha ha, thấy ngu rồi hả? Tô Thương khinh bỉ nhìn Mạc Đao. Rồi lại nói, còn một chuyện nữa, anh vẫn chưa biết chứ nhỉ, ai nói với anh là 5 năm trước, là tôi ép buộc Tuyết Nhi chứ. Tối hôm đó, rõ ràng là cô ấy tự nguyện, thậm chí là còn do cô ấy chủ động nữa kìa. Tô Thương tiếp tục nói. Mày nói bậy. Mạc Đao thẹn quá hóa giận, gần giọng nói, Tuyết Nhi tuyệt đối không phải là loại người đó, mày lại bôi nhọ sự trong sạch của cô ấy, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Tôi nói bậy. Tô Thương khoanh tay lại, cười nói, Mạc Đao đúng không, phiền anh động não nghĩ một chút xem. 5 năm trước tôi chỉ là một tên đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, trói gà không chặt, mà Tuyết Nhi lúc đó là thực lực gì, anh chắc hẳn biết rõ nhỉ, dù gì cũng sẽ mạnh hơn tôi, vậy tôi có thể ép buộc cô ấy sao? Tô Thương cười đùa nói, còn nữa, sau đêm hôm đó, cô ấy mang thai rồi, rõ ràng có thể phá bỏ đi. Vậy tại sao cô ấy không làm như vậy? Anh không hiểu rõ, tôi nói cho anh biết, kỳ thực, cô ấy sớm đã say mê tôi như điếu đổ rồi, cho nên mới không nỡ bỏ đi đứa con đó, còn muốn giúp tôi nối dõi tông đường nữa kìa. Tô Thương nhìn Mạc Đao, vỗ vỗ vai đối phương, khẽ cười nói, người anh em, bây giờ anh rõ rồi chứ? Cái gì? Mạc Đao nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi, đỏ tía lên như gan heo vậy. Anh ta suy nghĩ kỹ càng một lúc, thì thấy những lời Tô Thương nói không sai. 5 năm trước, dựa vào thực lực của Tuyết Nhi, căn bản không thể bị một tên công tử bột cưỡng ép được. Còn nữa, cho dù là mang thai rồi thì cũng có thể phá bỏ, tại sao lại chọn sinh nó ra? Mình không hiểu. Tuyết Nhi. Mạc Đao nhìn sang Thiên Sơn Tuyết đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng bi thương. Không nhịn được bèn hỏi, những lời Tô Thương nói là thật sao? Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc gật đầu, cũng không giải thích gì nhiều, đúng lúc nên nhân cơ hội này chặt đứt hết các hy vọng của Mạc Đao.
Chuyện này. Mạc Đao trong nháy mắt mặt xám như tro, trong ánh mắt lửa hận ngập trời, nhìn chòng chọc vào Tô Thương. Ha ha, trong lòng khó chịu à. Tô Thương khẽ cười một tiếng, sau một giây liền thu lại nụ cười, mặt trầm như nước nói, đây chỉ mới bắt đầu mà thôi, dám tơ tưởng đến người phụ nữ của tôi, tiếp theo tôi sẽ cho anh biết kết cục như thế nào. Cút, tên công tử bột rác rưởi, bản thiếu ra đây chỉ cần đánh một chưởng là mày chết chắc, mày không có tư cách để kêu gào trước mặt tao. Mạc Đao khinh thường nhìn Tô Thương, sau đó lại nhìn sang Thiên Sơn Tuyết, đau khổ nói, Tuyết Nhi, bao nhiêu năm nay, tấm lòng của anh đối với em như thế nào, em đều biết rõ, lẽ nào anh không sánh bằng một tên công tử bột sao? Thiếu gia Mạc Đao, tôi rõ ràng đã từ chối anh rồi, nhưng anh cứ theo đuổi đơn phương, cứ dính lấy tôi đó chứ. Thiên Sơn Tuyết thản nhiên nói, hôm nay tôi nói lại lần nữa, giữa chúng ta không có khả năng gì đâu, tôi đã vì Tô Thương mà sinh con rồi. Anh không để ý, Tuyết Nhi, anh cảm thấy Du Du và Tinh Hà rất đáng yêu, anh rất thích bọn nó, anh bằng lòng chấp nhận bọn nó, hơn nữa, anh nhất định sẽ cố gắng làm một người cha tốt, coi tụi nó như con ruột của mình, không để tụi nó chịu bất kỳ uất ức nào. Mạc Đao thâm tình nói, chỉ cần em gả cho anh bảo đảm sẽ luôn đối xử tốt với các em, Tuyết Nhi, anh. Mạc Đao còn đang thổ lộ tấm chân tình thắm thiết, thì Tô Thương ở bên cạnh đã nổi cơn giận rồi, lập tức giơ tay lên. Ha ha! Dựa vào mày mà cũng dám ra tay với tao sao, không biết tự lượng sức mình. Mạc Đao liên tục cười nhạo, sau đó liền điều động đám sương mù độc ở trong tay, tính đánh chết Tô Thương. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết cũng đã phát hiện ra, nhưng cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ dùng một ánh mắt thôi mà lập tức có một luồng khí tức lạnh lẽo bao quanh lấy Mạc Đao. Trong chốc lát, đám sương mù độc màu đen trong tay Mạc Đao tan biến sạch, cả người anh ta đứng yên tại chỗ, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì, nhìn giống như đang bị phạt đứng vậy. Chát! Cũng chính ngay lúc này, bàn tay của Tô Thương vỗ xuống, trực tiếp quất vào mặt của Mạc Đao. Hai chữ Tuyết Nhi, mà mày cũng dám kêu sao? Tô Thương không định bỏ qua cho Mạc Đao, anh bước nhanh tới, nắm lấy áo của Mạc Đao, lại tát cho mấy cái nữa. Dưới sự trấn áp của Thiên Sơn Tuyết, Mạc Đao không dám đánh trả lại, chính xác mà nói là anh ta không có cách gì đánh trả lại, chân khí đều không thể điều động được. Tô Thương đánh một hồi thì trong mắt lóe lên tra sát ý, chuẩn bị giết chết Mạc Đao. Nhưng Thiên Sơn Tuyết ở bên cạnh lại nói, Tô Thương, ở võ đang cổ trấn không được giết người. Nếu không sẽ bị trục xuất, mục tiêu của anh là đại hội võ thuật, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Tô Thương nghe vậy, liền từ bỏ ý định giết chết Mạc Đao, lạnh giọng nói, đồ chó, sau đại hội võ thuật, tao sẽ cho mày hồn về với cửu tuyền. Sau khi đánh Mạc Đao một trận, thì cơn tức giận của Tô Thương cũng đã vơi đi mấy phần, sau đó anh đi tới trước mặt Thiên Sơn Tuyết, khẽ cười nói, Tuyết Nhi. Kỳ thực em không cần dùng khí tức để trấn áp anh ta lại, anh có thể sâu đầu heo tên này được mà. Em biết, nhưng mà đại hội võ thuật vẫn còn chưa bắt đầu, vẫn nên giữ kẽ xíu. Thiên Sơn Tuyết nhỏ giọng nói. Vẫn là Tuyết Nhi suy nghĩ chu đáo, ha ha. Tô Thương mỉm cười, sau đó nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thiên Sơn Tuyết cũng không đẩy ra, mặc cho Tô Thương nắm tay. Đáng chết. Lúc này Mạc Đao mặt mũi bầm dập, từ dưới đất bò lên, anh ta lau vết máu đọng ở khóe miệng, biểu cảm phức tạp nói, Tuyết Nhi, em vậy mà lại giúp một người ngoài để đánh anh. Tô Thương không phải là người ngoài. Thiên Sơn Tuyết giọng điệu thanh lãnh, đáp lại, anh ấy là người đàn ông của tôi, là cha của Du Du và Tinh Hà, đối với tôi mà nói, anh ấy không phải là người ngoài. Nghe rõ chưa hả, còn không mau cút đi, Tô Thương ở bên cạnh lạnh giọng nói. Mày! Mạc Đao nhìn chòng chọc vào Tô Thương, sát ý trong mắt ngập trời, tức giận nói, Tô Thương, được, nỗi nhục ngày hôm nay, Mạc Đao tao sẽ nhớ kỹ. Mày không phải muốn tham gia đại hội võ thuật sao, ha ha, trên lôi đài, sống chết không ai nói gì được, mày tốt nhất hãy cầu nguyện cho mày đừng gặp phải tao, nếu không tao sẽ cho mày chết ngay trên lôi đài. Sau khi nói ra một tràng uy hiếp, Mạc Đao lại nhìn sang Thiên Sơn Tuyết. Ánh mắt vẫn tràn đầy thâm tình như cũ, Tuyết Nhi, anh đối với em là thật lòng, cho dù em giúp Tô Thương hại anh,
thì tình cảm anh dành cho em vẫn không hề giảm sút. Anh sẽ giết chết Tô Thương, khiến em trở thành một quả phụ. Đến lúc đó, anh sẽ cùng em và bọn nhỏ sống chung dưới một mái nhà ấm áp. Nói xong, Mạc Đao liền quay người muốn đi vào Xuân Quang Lâu. Nhưng mà vừa mới được hai bước, anh ta liền phản ứng lại, mình không thể ở trước mặt Thiên Sơn Tuyết mà đi vào Thanh Lâu được, nếu không Tuyết Nhi chắc chắn sẽ có ác cảm với mình. Thế là, Mạc Đao liền vội vàng xoay người lại, nở một nụ cười ngượng ngùng, ha ha, cái đó, anh là dân mù đường, lại không thông thuộc đường đi ở đây, đi sai hướng rồi, kỳ thực anh đặt khách sạn ở phía đông. Ai da, thiếu gia Mạc Đao, anh đi đâu vậy, nước đã chuẩn bị xong cho anh rồi, theo đúng yêu cầu của anh, 10 cô em phục vụ, còn đang chờ anh sủng hạnh đó. Ai mà ngờ, Mạc Đao vừa nói dứt lời, thì người quản lý của Xuân Quang Lâu lại chạy ra, khách sáo chào hỏi với Mạc Đao, trên mặt mang đầy nụ cười nịnh nọt. Im miệng, ông nhận nhầm người rồi, tôi lúc nào yêu cầu ông sắp xếp những thứ này chứ, đừng có mà vu oan cho tôi. Mạc Đao vô cùng xấu hổ, mặt đen sầm lại, hung hăng dạy dỗ tên quản lý, sau đó ảo não bỏ đi. Ha ha! Nhìn thấy Mạc Đao rời đi, Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói, diễn kịch gì vậy chứ, đúng là nực cười mà, anh đi đến Thanh Lâu hay không, cũng đâu liên quan gì đến tôi cũng không thèm để ý. Tuyết Nhi! Tô Thương trêu đùa nói, 10 cô em lận đó, anh cũng muốn thử, thách thức giới hạn của anh một chút. Có được không? Anh cứ đi thử đi, Thiên Sơn Tuyết giọng điệu ôn hòa, cười như không cười nói. Giọng điệu dịu dàng nhất, nhưng ý tứ lại vô cùng hung hăng nhất. Khụ! Tô Thương không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nói, anh đùa thôi mà, anh mới không thèm đi quán ba cao cấp, vô vị muốn chết. Vậy thì còn được. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói, em nói rồi, anh có thể nuôi bao nhiêu người phụ nữ cũng được. Nhưng anh dám tìm mấy người đàn bà ở quán ba cao cấp thì em sẽ khiến anh cả đời này không làm đàn ông được nữa. Đừng đừng đừng, anh thật sự không đi mà. Tô Thương sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Em họ, chuyện gì vậy, lúc nãy anh nhìn thấy em đánh nhau, ai ăn hiếp em sao? Lúc này, Thạch Cửu Thiên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nói cho anh họ biết, anh họ giúp em giải quyết, đánh chết hắn ta. Ha ha, anh họ. Tô Thương lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, không có gì, chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi, đã bị em đánh cho bỏ chạy rồi. Vậy thì tốt. Thạch Cửu Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn thấy Tô Thương đang nắm tay Thiên Sơn Tuyết bèn cười nói, em họ, giới thiệu đi chứ, cô gái này là ai vậy? Cô ấy là người phụ nữ của em, Thiên Sơn Tuyết. Tô Thương mỉm cười nói, Tuyết Nhi, đây là anh họ của anh, Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn, nhanh chào hỏi anh ấy đi. Xin chào anh họ, Thiên Sơn Tuyết khách sáo chào hỏi. Tốt, xin chào em dâu, đợi chút, Thiên Sơn Tuyết. Thạch Cửu Thiên sững người lại, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, không nhịn được liền hỏi, em dâu, minh chủ của núi Cửu Phong ở phía nam tỉnh An Huy cũng tên là Thiên Sơn Tuyết, em. Chính là em. Thiên Sơn Tuyết không hề giấu giếm nói. Cái gì? Thạch Cửu Thiên bị dọa cho lùi lại hai bước, trên mặt viết đầy chữ kinh ngạc, không thể tin nói, nghe nói minh chủ Thiên Sơn Tuyết của Cửu Môn đã nhận được truyền thừa của núi Cửu Phong, mới hơn 20 tuổi thôi, đã là thần tông đỉnh phong, em dâu, em không gạt anh chứ? Thiên Sơn Tuyết mỉm cười cũng không giải thích gì thêm, mà lại phóng ra một luồng khí lạnh như băng. Cái này... Thạch Cửu Thiên liền tin ngay lập tức, cung kính chắp tay lại nói, tôi là Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn, kính chào minh chủ Cửu Môn. Thạch thiếu gia khách sáo rồi, anh là anh họ của Tô Thương vậy cũng chính là anh họ của em rồi, người nhà cả, không cần phải câu nệ mấy cái phép tắc kia. Thiên Sơn Tuyết cũng không ỷ vào thân phận của mình, ôn hòa cười nói. Ha ha! Tô Thương lại nói tiếp, anh họ, anh khách sáo với em dâu của anh làm gì? Đừng cứng ngắc như vậy, thoải mái đi. Thạch Cửu Thiên gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì liền nói, đúng rồi, em họ, lúc nãy anh trên đường đến khách sạn, đi qua nơi này thì nhìn thấy hai người bạn của em, bên cạnh bọn họ còn có hai đứa bé, anh đã sắp xếp cho bọn họ ở lại khách sạn chỗ anh rồi. Bây giờ võ đang cổ trấn, đang rất cháy phòng, cho nên anh đã đặt thêm mấy phòng,
em họ, em cũng qua bên đó đi, như vậy cũng tiện cho anh chăm sóc cho em hơn. Thạch Cửu Thiên mời nói. Được, vậy thì em không khách sáo với anh họ nữa. Tô Thường cười nói, thậm chí ngay cả cảm ơn cũng không nói, bởi vì là người nhà nên không cần thiết phải như vậy. Ha ha, việc nên làm thôi. Thạch Cửu Thiên mỉm cười, sau đó nói, em dâu, cùng đi không? Không được, em có chỗ ở của em, lại thêm năm nay em là trọng tài của Đại hội Võ Thuật, công việc cũng khá nhiều. Thiên Sơn Tuyết từ chối ý tốt của Thạch Cửu Thiên, sau đó nói, Tô Thương, không còn sớm nữa, anh và anh họ về nghỉ ngơi đi, dưỡng sức thật tốt để chuẩn bị cho ngày mai. Nói xong, Thiên Sơn Tuyết liền dùng khinh công rời khỏi nơi đó. Nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết đã rời đi, Tô Thương khẽ cười nói đi là đi, không có phép tắc gì cả, sau này phải dạy dỗ lại em mới được. Em họ của anh ơi, câu này không được nói lung tung đâu. Thực lực của Thiên Sơn Tuyết mạnh lắm, trong các cao thủ đời trước đều là đỉnh phong đó, tuyệt đối đừng đắc tội với em ấy. Thạch Cửu Thiên vội vàng nói. Ha ha, có mạnh hơn thì sao chứ, còn không phải đã sinh cho em hai đứa nhóc rồi sao? Tô Thương bĩu môi nói. Ặc. Thạch Cửu Thiên sững người lại, sau khi phản ứng lại, thì vô cùng kinh ngạc nói em họ lợi hại quá. Sớm đã nghe nói 5 năm trước, Thiên Sơn Tuyết có thai ngoài ý muốn. Sinh ra một cặp long phượng, không ngờ vậy mà lại cùng em. Ha ha, không hổ là em họ của anh. Thạch Cửu Thiên không nhịn được bèn hỏi, cháu trai và cháu gái của anh đâu, có đến núi Võ Đang không? Đến rồi. Tô Thương cười nói, lúc này anh vừa mới gặp hai đứa nhỏ đó ở đây đó. Thì ra là vậy, chẳng trách lại đáng yêu như vậy, anh vừa gặp đã thích rồi, thì ra là cháu trai và cháu gái của anh, ha ha ha. Thạch Cửu Thiên kích động nói, em họ, không nói chuyện với em nữa, anh đi tìm cháu trai, cháu gái của anh đây. Nói xong, Thạch Cửu Thiên không thể chờ được nữa mà rời đi, còn không thèm quay đầu nhìn. Anh họ, anh đặt khách sạn ở đâu vậy, tốt xấu gì cũng phải nói cho em biết với chứ. Tô Thương ngây ngốc cả người. Đương nhiên, anh cũng chỉ là buột miệng nói bậy một câu vậy thôi, muốn tìm khách sạn ở đâu. Thì anh cứ đi theo Thạch Cửu Thiên là được rồi, hoặc cũng có thể dò tìm theo vị trí của đám Ali. Nhưng mà, Tô Thương lại không làm như vậy, mà anh khẽ híp mắt lại, nhìn về hướng Xuân Quang Lâu. Trong Xuân Quang Lâu chính xác là bị tử khí vây quanh, hơn nữa còn vô cùng nồng đậm. Nhưng bởi vì có người đang dồn hết sức để che giấu nó, cho nên cho dù là cao thủ đỉnh phong của giới luyện võ cũng không có cách gì phát hiện ra được. Tuy nhiên Tô Thương đối với giới luyện võ này cũng chẳng có cảm tình gì, cũng gặp rất nhiều sinh linh đổ thán. Thậm chí, chính anh còn từng tự tay lật đổ cả một thành trì chất đầy tội ác. Nhưng mà, Thiên Sơn Tuyết dường như lại rất để ý, không muốn giới luyện võ xảy ra loạn lạc, cho nên Tô Thương đương nhiên cũng sẽ quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Lại thêm, tử khí ở bên trong đó cùng với ma tu ở tầng thứ hai của tháp hư không đều phát ra giống nhau. Tổng kết lại, Tô Thương quyết định sẽ đi vào trong tìm hiểu thực hư sự việc, điều tra rõ ràng chuyện này. Tuyết Nhi chỉ là không muốn mình đụng chạm với mấy người đàn bà ở Thanh Lâu, cho nên mình đi vào Thanh Lâu cũng không phải vấn đề lớn gì, hơn nữa mình còn là vì điều tra cái tử khí kia mà. Tô Thương mỉm cười, sau đó bước nhanh vào trong Xuân Quang Lâu. Tên quản lý kia liền vội vàng chạy ra tiếp đón. Trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt nói, xin mời thiếu gia vào trong. Nếu đã vào Xuân Quang Lâu rồi, thì sao lại không kêu mấy em người đẹp bầu bạn chứ, nếu không sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Bởi vậy, dưới sự sắp xếp của tay quản lý, Tô Thương kéo theo hai cô người đẹp mặc trang phục cổ trang đi vào một căn phòng ở trên lầu 3. Thiếu gia, nô tỳ giúp anh thay áo nhé. Hai cô người đẹp mặc cổ trang yểu điệu cười. Rồi bắt đầu cởi áo của Tô Thương xuống. Tô Thương cũng không nói nhiều lời, giơ tay phóng ra hai sợi linh khí, trong nháy mắt khiến hai cô gái đó hôn mê bất tỉnh. Sau khi xử lý xong hai cô gái đó, anh liền ngồi khoanh chân lại trên giường, thi triển thần thức đi điều tra. Luồng tử khí này rất mạnh, người khống chế luồng tử khí này ắt hẳn cũng không đơn giản. Khi mà chưa rõ được thực lực của đối phương, Tô Thương không muốn giống trống khua chiêng để điều tra. Một là anh sợ mình không đánh lại đối phương,
hai là sợ bứt dây động rừng, nhưng dùng thần thức để điều tra thì sẽ không sợ bị người ta phát hiện ra. Nhưng mà, cho dù đã vào bên trong Xuân Quang lâu, thì thần thức của Tô Thương vẫn không tìm được vị trí phát ra luồng tử khí kia. Bởi vậy, Tô Thương định cưỡng ép mở tầng thứ hai của tháp hư không, nói chuyện với ma tu ở bên trong một chút. Tiếp theo đó, Tô Thương bày bố một trận pháp đơn giản, chỉ cần có người tới gần thì anh sẽ phát hiện ra ngay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Tô Thương liền bình tâm lại tâm thần, bắt đầu thử mở tầng thứ hai của tháp hư không. Khoảng nửa tiếng sau thì Tô Thương đã thành công rồi. Vù! Lúc này, trong đầu của Tô Thương, tháp hư không đang lơ lửng trên cao, tản ra ánh sáng mãnh liệt. Mà Tô Thương thì lại lấy chính trạng thái linh hồn của mình để tiến vào tầng thứ hai của tháp hư không. Đây là một không gian hư vô, bốn phía mênh mông, tối đen như mực, như là đang ở nơi hỗn độn của vũ trụ vậy. Nhưng ở trong hư vô, có một người đang ngồi xếp bằng lại, quần áo tả tơi, tóc tai vừa dài vừa bù xù, hàm râu dài gần bằng tóc của thiếu nữ ở trong thành phố rồi. Trên người ông ta còn dính đầy bụi, rõ ràng là đã ngồi như vậy rất lâu rồi. Cậu là ai? Lúc này, ông ta cảm nhận được có người xuất hiện liền mở hai mắt ra, gắt gao nhìn Tô Thương. Soạt! Cùng lúc đó, từ trong mắt của người này bắn ra hai luồng tinh quang, mang theo uy thế khủng khiếp hướng về phía Tô Thương. Mạnh! Thực lực của người này, quá mạnh rồi, ít nhất cũng đã ngưng kết được kim đan. Ông ta chính là người tu chân thời kỳ kết đan. Nhưng Tô Thương không hoảng sợ chút nào, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ khinh thường, anh đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, mở miệng quát lên, hỗn xược, vậy mà dám lộ ra sát ý với tôi sao? Vù vù! Cùng với tiếng quát của Tô Thương, trong chốc lát, liền có một luồng uy thế cuồn cuộn dâng lên bao phủ lấy hồn phách của tên ma tu kia. Nếu như là ở bên ngoài, thì Tô Thương bây giờ ắt hẳn không phải là đối thủ của tên ma tu này, thậm chí còn chẳng có tí lực đánh trả nào. Nhưng mà, đây là đang ở bên trong tháp hư không, mà Tô Thương chính là chủ của tháp hư không, cho nên anh có thể khống chế được tháp hư không. Ở đây, Tô Thương chính là ông trời, chính là pháp tắc, là chúa tể duy nhất, không có bất kỳ người nào có thể làm bị thương anh được, đây cũng chính là nguyên nhân mà Tô Thương dám dùng linh hồn của mình để tiến vào tháp hư không. Linh hồn ma tu nghe vậy, liền thở dài một hơi, dường như đang nhớ lại những ký ức. Giờ này phút này, trong lòng Tô Thương tràn đầy nghi ngờ. Minh chủ Quỷ Minh Tông tiếng xấu khét tiếng, là ông cố Tô Vô Kỵ của mình sao? Chuyện này sao có thể chứ? Ông cố mình nghiền ép một thời đại, trong lúc đó, nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, tất cả những người luyện võ của tông phái ở ngọn núi nổi tiếng. Trước mặt ông ấy chỉ như sâu kiến mà thôi. Mặc dù danh tiếng khắp năm châu bốn biển, nhưng ông cố cũng không ức hiếp thiên hạ, làm việc đều rất ngay thẳng. Theo như lời Thiên Sơn Tuyết nói, ông nội của cô ấy, đã từng được ông cố Tô Vô Kỵ chỉ dạy, rõ ràng thấy được tính cách của ông cố mình. Mà cái tên ma tu này, giết hại vô số người, không coi tính mạng người khác ra gì, làm hại trăm dân thiên hạ. Hai chuyện này, làm sao lại có thể là cùng một người làm chứ? Quan trọng nhất chính là, ông cố tự tay trấn áp ma tu, đem nhốt vào bên trong tháp hư không. Chính mình trấn áp chính mình. Nói đùa cái gì thế? Hừm. Nghĩ đến đây, Tô Thương hừm lạnh một tiếng, rồi nhìn chăm chú tên ma tu kia, lạnh lùng nói, ông cho rằng tôi ngốc hả? Lúc trước là ông cố tôi tự mình ra tay, trấn áp ông, cuộc chiến đấu đó rất nhiều người đều thấy được. Ông vừa mới thừa nhận, đã từng giết hại mấy chục vạn người, thế thì không thể nào là ông cố tôi. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thương cười lạnh lùng nói, một trận hai người đấu, là ông cố tôi tự mình đánh mình sao? Cháu tên là Tô Thương đúng không? Linh hồn ma tu nghênh tiếng Tô Thương, ánh mắt đầy hiền lành, giải thích nói, cháu à, ông có thể thề với trời, lời ông nói toàn bộ là sự thật. Ông là ông cố của cháu. Cháu có thể gọi ông là Tô Vô Kỵ, cũng có thể gọi là Tô Ma. Linh hồn ma tu nghiêm túc nói. Hửm. Tô Thương nhìn chăm chú linh hồn ma tu, muốn xem thử ông ta có nói láo hay không. Có điều thực lực của người này không hề yếu,
hơn 100 năm trước đã trúc cơ thành công rồi. Mặc dù bị ông cố làm bị thương, chỉ có linh hồn bị giam cầm tại tháp hư không. Nhưng tháp hư không cũng không phải bình thường, hơn nữa người này tư chất tuyệt vời, dù ở huyền thiên tiên vực, cũng thuộc về thiên phú đỉnh cao, linh hồn ở trong tháp hư không lại có thể mạnh mẽ lên, sức mạnh linh hồn trở nên vô cùng tinh khiết. Nếu như có cơ thể, chỉ sợ ông ta đã sớm ngưng kết nguyên anh, trở thành tu sĩ cảnh giới nguyên anh rồi. Vì thế, lúc này, tên ma tu kia cảm nhận được uy thế cuồn cuộn, lập tức kinh sợ vô cùng, bị dọa cho đến nổi vội vàng tránh né. Đáng tiếc, ở trong tháp hư không, Tô Thương là chúa tể của mọi thứ, anh muốn đánh ở đâu thì đánh. Sau khi một âm thanh vang lên, tên ma tu bị đánh bay đi, hết sức chật vật. Đương nhiên, là do Tô Thương vẫn còn đang lưu tình, nếu không thì đã có thể trực tiếp giết chết linh hồn của tên ma tu đó luôn rồi. Cậu có thể khống chế được tháp lưu ly 9 tầng sao? Linh hồn tên ma tu khiếp sợ không thôi, run rẩy hỏi cậu rốt cuộc là ai? Tôi tên là Tô Thương, Tô Vô Kỵ năm đó trấn áp ông chính là ông cố của tôi. Tô Thương nửa đùa nửa thật nói, bây giờ, 100 năm đã trôi qua, tháp hư không đã truyền lại cho tôi, bây giờ tôi muốn hỏi ông mấy vấn đề, nếu như ông có thể thành thực trả lời cho tôi thì có thể tôi sẽ tha cho ông một mạng, ngược lại, một giây sau ông sẽ hồn phi phách tán. Không thể nào. Cậu làm sao có thể điều động tháp lưu ly 9 tầng được chứ, đây là một tòa bảo tháp, ngoại trừ người đó ra, thì nó không quy phục bất ai cả. Linh hồn ma tu lộ ra một biểu cảm vô cùng khó tin, rõ ràng ông ta không tin những lời Tô Thương nói. Ha ha! Tô Thương cười nhạo, sau đó tiến lên một bước, không gian trong tháp lập tức run lên, một luồng uy áp cường đại ngưng tụ sau lưng anh, tựa hồ có thể sẽ nghiền nát bất cứ lúc nào. Dưới sự áp bức của luồng uy thế này, khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói, bây giờ, ông tin rồi chứ? Cậu thật sự có thể khống chế tháp hư không? Linh hồn ma tu thấy vậy, liền tin ngay lập tức, biểu cảm phức tạp nhìn Tô Thương, nói như xác nhận, cậu nói cậu là chắt trai của Tô Vô Kỵ. Tô Thương gật đầu nói, không sai. Vậy cậu có biết, tôi là ai không? Linh hồn ma tu nhìn Tô Thương rồi hỏi tiếp. Đã từng nghe nói, ông chính là tông chủ của Quỷ Minh Tông, năm đó chém giết đầy thành, bị ông cố của tôi trấn áp vào đây. Tô Thương thành thực nói. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà... Linh hồn ma tu nước mắt lưng tròng nhìn Tô Thương rồi lại nói ra một bí mật kinh thiên động địa, tôi cũng chính là ông cố của cậu, Tô Vô Kỵ. Hừ! Tô Thương lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy chữ kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh đã kịp phản ứng lại, lạnh lùng nói, không thể nào, ông cố của tôi là một thiên tài càn quét cả một thời đại, còn ông chính là một tên ma tu tội ác chồng chất. Ông đừng có mà dở trò, tốt nhất ông nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi đi. 2. Tô Thương nhìn không thấu được nội tâm của ông ta, không có cách nào khẳng định được người này có nói dối hay không. Ông nói ông là ông cố của tôi, vậy ông giải thích một chút những điều tôi nghi ngờ vừa rồi đi. Ánh mắt Tô Thương run lên, trầm giọng nói, nếu ông không có cách nào giải thích được, hoặc là giải thích không rõ ràng, tôi sẽ tiêu diệt luôn linh hồn ông. Thằng nhóc này, sao lại nói chuyện với ông cố như thế hả? Tô Ma bất mãn nhìn về phía Tô Thương, trong giọng nói tràn đầy ý trách móc. Tôi muốn ông giải thích. Tô Thương không muốn nói nhiều với ông ta, mà lại bước lên trước một bước, không gian bốn phía biến hình vặn vẹo theo, uy thế ngập trời. Được. Ông sẽ nói rõ với cháu. Tô Ma thấy vậy, vội vàng nói, ông vừa mới nói, ông tên là Tô Vô Kỵ. Nhưng thực sự thì ông lại thích cái tên Tô Ma hơn, không có quá nhiều ràng buộc, có thể thoải mái làm việc, không cần để ý đến bất kỳ ánh mắt nào khác, được làm theo ý mình, thỏa thích giữa trời đất, ha ha. Đừng nói nhảm nữa, nói chuyện chính đi, Tô Thương thúc giục nói. Thằng nhóc này, đại nghịch bất đạo quá. Tô Ma mở miệng, lấy tư cách là trưởng bối răn dạy Tô Thương, có điều nhìn thấy Tô Thương tức giận, liền vội vàng giải thích nói, cháu à. Cháu có chỗ không biết rồi. Năm đó có một đại nhân vật, đến từ ngoài bầu trời, giáng xuống trái đất. Người đó nhìn ông rất có thiên phú, liền truyền cho ông một loại công pháp tu chân thần bí cường đại,
tên là Vô Ngã Thiên Công. Ánh mắt Tô Ma như đang nhớ lại, nói tiếp, Vô Ngã Thiên Không, thật là đáng sợ, mạnh mẽ khủng khiếp, theo như vị tiền nhân kia nói, chỗ ông ấy ở, Vô Ngã Thiên Công chính là đỉnh phong của đỉnh phong. Có điều từ trước đến nay, không ai luyện thành công thiên công, cho dù là người sáng tạo công pháp này cũng không thể tu luyện đến bước cuối cùng được. Tô Ma nhìn thấy Tô Thương, tiếp tục nói, Vô Ngã Thiên Công, còn có một cái tên, gọi là Vô Ngã. Vô Ngã Ma Công, Tô Thương cướp lời, biểu lộ càng thêm nghi ngờ. Tô Ma nghe vậy, lộ ra một vẻ kinh ngạc, sao cháu biết được gọi là Vô Ngã Ma Công? Công pháp này thuận tu chính là Vô Ngã Thiên Công, nghịch tu là Vô Ngã Ma Công, cần hút tinh huyết cùng với linh hồn. Tô Thương biểu lộ nghiêm túc, không trả lời, mà nói tiếp, người sáng tạo ra công pháp này, chính là một vị nghiên cứu mạnh mẽ nhất, vô địch thế gian trên vạn năm. Cái này, cháu còn biết cái gì nữa? Tô Ma kinh ngạc nói. Môn công pháp này, có một đặc điểm, muốn chân chính luyện thành, nhất định phải thuận nghịch đồng tu. Tô Thương trả lời tiếp, mà một khi đã lựa chọn thuận nghịch đồng tu, linh hồn liền sẽ phân thành hai, lấy mấy chục vạn huyết nhục của linh hồn, tái tạo một thân thể khác, sau đó nửa linh hồn khác sẽ nhập chủ. Một người tu luyện Vô Ngã Ma Công, một người tu luyện Vô Ngã Thiên Công, sau khi đạt tới đỉnh phong, cả hai sẽ hợp nhất, trở thành người mạnh nhất giữa thiên địa, càn quét cửu thiên thập địa, không ai sánh bằng. Sao cháu biết những chuyện này? Tô Ma ngạc liên liên tục. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Thương. Vô Ngã Thiên Công. Vô Ngã Ma Công. Bộ môn công pháp này, Tô Thương đã quá quen thuộc rồi. Bởi vì, công pháp này, chính là một vị ấn sư của anh sáng tạo ra. Năm đó Tô Thương ở Huyền Thiên Tiên Vực, sở dĩ từng bước trưởng thành là tiên đế, cũng là kế thừa từ một vị tiền, sau đó giả heo ăn thịt hổ mà một đường mạnh lên. Vị tiền bối kia chính là người sáng tạo ra Vô Ngã Thần Công, bất khả chiến bại trên vạn năm, đáng tiếc cuối cùng lại chết rồi. Trước khi chết, ông ấy không cam lòng, mà để một luồng tàn hồn chui vào trong óc của người thiếu niên bình thường Tô Thương. Ngay sau đó là bộ sách võ thuật bình thường, với chỉ đạo của tàn hồn đó, Tô Thương đã tu luyện thành tựu là tiên đế. Nhưng tàn hồn của vị tiền bối kia, trong quá trình bảo vệ Tô Thương, có một lần đã bị kẻ thù hủy diệt. Cuối cùng Tô Thương đã xóa sổ được kẻ thù, nhưng cũng không có cách nào bù đắp được. Vô Ngã Thần Công, không phải thích hợp tu luyện với tất cả mọi người, yêu cầu đối với tư chất cực kỳ cao, nhất là ý chí, tính cách nhất định cũng phải cứng cỏi, nếu không thì không những không tu luyện được ngược lại sẽ bị ma đạo đột nhập, tự gánh hậu quả. Bởi vậy, tàn hồn của vị tiền bối kia, không để cho Tô Thương tu luyện Vô Ngã Thần Công. Mà là truyền thụ cho Tô Thương một loại công pháp đẳng cấp khác. Thời điểm tàn hồn tan biến, không cam tâm, căn dặn Tô Thương, nhất định phải tìm tới người thích hợp, lấy Vô Ngã Thiên Công truyền thừa lại cho người đó, nếu thần công lại xuất hiện, ông ấy chết cũng không tiếc. Tô Thương tất nhiên sẽ không từ chối, cung kính đưa tiễn linh hồn vị tiền bối vừa là thầy cũng vừa là bạn đó. Không ngờ rằng, ông cố Tô Vô Kỵ, thế mà lại tu luyện Vô Ngã Thần Công. Điều này khiến Tô Thương cảm thấy như ngoài ý muốn. Kỳ quái. Lúc này, Tô Thương nhíu mày, thầm nghĩ, là ai truyền lại Vô Ngã Thần Công cho ông cố. Nhìn lại trên đời này, chắc là chỉ có mình mới hiểu được tu luyện Vô Ngã Thần Công thế nào mới đúng, mình chưa từng gặp mặt ông cố, không thể nào mà truyền thụ cho ông ấy được. Tô Thương suy đoán nói, chẳng lẽ, còn có người biết Vô Ngã Thần Công? Gặp ông cố thích hợp tu luyện liền truyền cho ông cố sao? Với suy đoán này, Tô Thương có chút đứng không vững chân nữa rồi. Nhưng Tô Thương thực sự không nghĩ được, người dạy thần công này cho ông cố, rốt cuộc là ai? Nếu như ông cố thật sự tu luyện Vô Ngã Thần Công, như vậy, trước mắt cái tên ma tu này, có thể là một thân thể khác của ông cố. Nói một cách khác, ông ta cũng chính là ông nội của Tô Thương. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Thương nhìn vào ma tu, nghi ngờ nói, ông có biết, là ai đã truyền thụ Vô Ngã Thần Công cho Tô Vô Kỵ không? Thằng nhóc này, gọi thằng tên của ông có thế à, không có tí quy tắc nào hết vậy. Tô Kiền Khôn dạy cháu như thế sao hả? Tô Ma tức giận nói. Im miệng. Tô Thương lạnh lùng nói, bây giờ tôi vẫn chưa xác định được thân phận của ông,
tốt nhất ông cứ nói thật cho tôi biết là được. Trả lời tôi, người truyền thụ công pháp, là ai? Trong lúc nói chuyện, Tô Thương mượn nhờ uy thế của tháp hư không, ép Tô Ma. Ông nói. Tô Ma nhất thời dùng mình, trả lời, nếu cháu đã hiểu rõ thần công như thế, chắc hẳn cũng biết, linh hồn được chia ra, cũng không có được toàn bộ trí nhớ của linh hồn. Ông là một mặt trái khác của Tô Vô Kỵ, tham lam, nhát gan, khát máu, gian xảo. Tất cả những mặt trái đó, được phân đều ra, như thế mới có thể luyện được vô ngã ma công. Tô Vô Kỵ tu luyện vô ngã thần công, tất nhiên là ông ấy giữ lại tất cả những mặt thiện khác. Tô Ma nhìn Tô Thương, ánh mắt lóe lên thần thái khác thường, sau đó hỏi, cháu trai, hơn 100 năm qua đi, theo lý thuyết thì ông ở mặt thiện đó vẫn còn sống, cháu chưa từng gặp mặt sao? Không. Tô Thương nói, sau khi trấn áp ông, Tô Vô Kỵ liền đụng chạm đến ngưỡng cửa Nguyên Anh, cũng không bao lâu đã độ kiếp rồi. Còn về kết quả độ kiếp, không ai biết, từ đó về sau, Tô Vô Kỵ chưa từng xuất hiện, bây giờ sống chết cũng không rõ. Như thế sao, vậy thì yên tâm rồi. Tô Ma nghe vậy, nhịn không được mà thở dài một hơi. Yên tâm. Tô Thương nghe nói như thế, hai mắt híp lại dò hỏi, ông là Tô Ma, nhưng ông cũng là Tô Vô Kỵ. Muốn tu luyện được vô ngã thần công, cần hợp nhất cả hai, Tô Vô Kỵ biến mất, không rõ sống chết, ông sao lại vui như vậy chứ? Cái này. Tô Ma dừng một chút, sau đó thở dài một hơi nói, ai ya, cháu trai, cháu có chỗ không biết rồi. Tô Vô Kỵ lòng cao hơn trời, quyết tâm muốn luyện thành công vô ngã thần công hoàn chỉnh, vì thế ông ấy lựa chọn công pháp nghịch tu, tạo ra ông, tùy ý cho ông giết hại suốt đời, tăng cường thực lực. Tô Ma nói tiếp, nhưng mà sau khi loại bỏ được những mặt xấu đó, Tô Vô Kỵ liền trở thành thánh nhân, trách trời thương dân, quan tâm đến khó khăn của thiên hạ. Ông ấy thấy tôi tu luyện vô ngã ma công, giết hại quá nhiều người, nên đứng ngồi không yên, nhiều lần muốn hủy đi ông, buông bỏ tu luyện vô ngã thần công chính tông. Nhưng ông nhiều lần thông minh mà, ba phen mấy bận trốn khỏi truy sát của ông ấy, thậm chí đánh đổi mấy chục vạn người, thực lực nhanh chóng tăng lên. Có thể ngang tài ngang sức với ông ấy. Tô Ma tiếp tục nói, cũng chính vào lúc đó, Tô Vô Kỵ truy sát đến, muốn phải xử phạt ông. Nhưng ông cũng không phải dễ dàng, ông đã đánh nhau với ông ấy mấy trăm hiệp không phân thắng bại. Sau cùng không biết chuyện gì xảy ra, kích động được tháp lưu ly 9 tầng, tòa bảo tháp này, lại gọi là tháp hư không, là nhân vật lớn kia đưa cho Tô Vô Kỵ, để Tô Vô Kỵ bảo quản thay. Tô Ma cắn răng nói, có thêm tháp hư không, ông căn bản không phải đối thủ của ông ấy, thân thể bị phá hủy, nhưng ông ấy không dám phá hủy linh hồn ông. Nói đến đây, Tô Ma lộ ra một nụ cười, nói tiếp, bởi vì ông cũng chính là ông ấy chính là ông, mặc dù ông hồn bay phách lạc, Tô Vô Kỵ sẽ không chết, nhưng linh hồn của ông ấy tất nhiên là bị thương nặng. Thế là, Tô Vô Kỵ cầu xin tháp hư không, để nhốt ông ở tầng thứ hai, mới ngủ một giấc. Chớp mắt cũng là hơn trăm năm rồi. Tô Ma hận mà nói ra, cháu trai, cháu phân xử thử, rõ ràng Tô Vô Kỵ tách ông ra, kết quả là lại vì muốn cả một đám người không liên quan mà muốn diệt trừ ông, cháu thử nói xem, có tức không cơ chứ? Đối với Tô Ma, Tô Thương nửa tin nửa ngờ. Nếu như ông ta nói thật, thì chuyện này, Tô Thương không tiện phán xét. Tô Vô Kỵ có lý của Tô Vô Kỵ, Tô Ma có lý của Tô Ma. Hai người hai quan điểm khác nhau. Hai người này, đều là Tô Vô Kỵ, Tô Thương không có cách nào phán xét ai đúng ai sai. Bây giờ, trong đầu Tô Thương đang suy nghĩ một chuyện, Tô Ma trong miệng người kia, anh cũng từ trong miệng cha mà nghe qua. Khoảng thời gian trước, khi cha thẳng thắn nói ra, có từng nhắc qua, có một vị mạnh mẽ vô địch, truyền thụ cho ông cố công pháp tu chân, đồng thời đem tháp lưu ly 9 tầng, giao cho ông cố. Mà tháp hư không, là của Tô Thương, vô ngã thần công, theo lý thuyết cũng chỉ có Tô Thương hiểu được tu luyện như thế nào. Người kia, cuối cùng là ai chứ? Chẳng lẽ có người cướp đi tháp hư không của mình, lại không biết học từ đâu vô ngã thần công, chạy đến trái đất truyền cho ông cố? Nhưng mà, người này là ai, vì sao lại làm như thế, cuối cùng đang sắp đặt cái gì chứ? Tô Thương lông mày nheo lại. Nghĩ trăm mối cũng không có cách giải,
dứt khoát không suy nghĩ những thứ này thêm nữa. Lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Ma Tu, nếu như ông ta là Tô Vô Kỵ tu luyện vô ngã ma công, vậy thì thật sự đúng là ông cố mình rồi. Suy nghĩ một lát, Tô Thương mở miệng nói, Tô Ma, liên quan đến pháp tắc thiên đạo ở trái đất, ông biết bao nhiêu? Cháu muốn hỏi ông về những hiện tượng lạ xảy ra với người tu chân phải không? Tô Ma khẽ cười nói. Đúng vậy. Tô Thương gật đầu nói, tôi nghe nói người tu chân đạt cảnh giới kết đan, thân thể sẽ phát sinh những thứ không rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái này ông biết, coi như cháu là chắt trai của ông, nói cho cháu biết cũng không sao. Tô Ma nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, cháu trai, cháu biết trong mắt những tinh vực xung quanh, trái đất là cái gì không? Tô Thương lắc đầu, biểu thị không biết, ai ra? Tô Ma thở dài một hơi, nói, vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận, có vô số tinh vực đếm không hết, trái đất chỉ là một trong số đó, mà lại là một cái nhỏ yếu nhất. Tất cả tinh vực bốn phía, đều có cao thủ mạnh mẽ, hủy trời diệt đất, thậm chí còn có người chỉ cần có một suy nghĩ trong đầu, cũng có thể phá hủy cả một tinh vực lớn. Trong mắt họ, trái đất cũng là một cuộc thí nghiệm nhỏ bé đến tận cùng. Tất cả người ở trái đất, đều thấp hèn như sâu kiến, không đúng, chính xác mà nói, thậm chí còn không bằng sâu kiến. Tô Ma tức giận bất bình nói, những người cường đại làm thí nghiệm đó, quy nhìn xuống trái đất, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn, bọn họ so với việc tu luyện vô ngã ma công còn khát máu hơn nhiều. Ông nói trái đất là nơi thí nghiệm, có ý gì chứ? Tô Thương nghi ngờ nói. Ai ya, Tô Ma lại thở dài, sau đó nói, bọn họ cũng là thiên đạo, đại diện cho pháp tắc ở trái đất. Cháu biết vài ngàn năm trước, những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần, vì sao đột nhiên biến mất tập thể, bọn họ đã đi đâu không? Không biết, tôi cũng rất nghi ngờ. Tô Thương lắc đầu nói, nhiều người tu chân như vậy, dù là thực lực yếu ớt, cũng không thể biến mất không tiếng động, cô sót lại chút dấu vết gì được. Đúng rồi. Có người nói bọn họ thông qua một cái tinh không cổ lộ, rời khỏi trái đất, chuyện này là thật sao? Tô Thương tò mò hỏi. Đúng, nhưng cũng không hẳn là vậy. Tô Ma nghiêm túc nói, quả thực có tồn tại tinh không cổ lộ, nối thẳng đến ngoại vực. Trong số những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần, hoàn toàn chính xác có một bộ phận người nhìn xa trông rộng, muốn rời khỏi trái đất, để lấy được thành tựu cao hơn. Nhưng khi đó những người tu luyện chân chính, đã thấy được mọi chuyện, không muốn đi vào tinh không cổ lộ đó. Tô Ma nói tiếp, bọn họ biết, trái đất là sân thí nghiệm, có mấy bàn tay vẫn đang điều khiển trái đất, tất cả tu sĩ ở trái đất, ở trong mắt những người kia, cũng chỉ là đồ chơi, những thứ đồ chơi không đáng nhắc đến. Vì thế, tu sĩ cường đại ở trái đất, không muốn đi vào tinh không cổ lộ, đồng thời liên minh với nhau, cùng nhau nghiên cứu phương pháp đối với những người bên ngoài trái đất đó. Tô Ma tiếp tục nói, thật ra, trái đất bẩm sinh vốn không phải là tinh vực nhỏ yếu, nó cũng từng huy hoàng lắm, cho ra đời vô số cường đại, để lại cho trái đất rất nhiều dụng cụ tu pháp và đạo quả. Vì thế, trong một thời gian ngắn đó, thực lực ở trái đất đột nhiên tăng mạnh. Tô Ma nhớ lại nói, chuyện này, tất nhiên kinh động đến những đại cao thủ ngoại vực kia, bọn họ hoảng loạn, e ngại, sợ hãi những cao thủ ở trái đất sẽ phát triển đến một bước kia giống như họ. Vì vậy liền có những tiên đế ở ngoại vực, mang theo cánh cửa thời không đến trái đất, đem tất cả những người tu chân, cho dù có mạnh hay không, toàn bộ đều thông qua cánh cửa thời không đưa đến ngoại vực. Đến tận lúc đó, tập thể những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần mới biết mất, người tu chân ở trái đất mới nảy sinh gián đoạn. Tô Ma nhìn Tô Thương, cười khổ nói, cháu trai, cháu có biết, những người mạnh mẽ ở trái đất đó, đến tinh vực khác làm gì không? Bọn họ chỉ là khuân vác. Tô Ma tự hỏi tự trả lời, nghiến răng nói tiên đế ở ngoại vực, sẽ để những cao thủ ở trái đất làm khuân vác cho chính khu vực của mình, khai thác linh thạch, tu sửa cung điện, tóm lại, cái gì thấp kém nhất thì họ làm cái đó. Nghe đến đó, Tô Thương cuối cùng cũng biết nguyên nhân Tô Vô Kỵ không muốn đi vào tinh không cổ lộ. Ở thế giới trước, anh tại Huyền Thiên Tiên vực tung hoành 10 vạn năm, lại chưa từng nghe qua những chuyện này. Có lẽ ở Huyền Thiên Tiên vực quá cách xa trái đất rồi. Tô Ma. Tô Thương nhìn Tô Ma, hỏi tiếp, những cao thủ ngoại vực đó, vì sao đối xử với trái đất như thế, làm sân thí nghiệm, lại luyện khí cái gì,
bọn họ cuối cùng là có mục đích gì chứ? Không rõ nữa. Tô Ma lắc đầu, sau đó nói, trí nhớ của ông bị đứt đoạn nhiều, Tô Vô Kỵ có lẽ biết rõ hơn ông. Nhưng mục đích của những tiên đế ngoại vực đó ắt hẳn vẫn chưa thành công, cho nên bọn họ mới vẫn đang tiếp tục quấy nhiễu trái đất như cũ. Vốn dĩ, ở trái đất linh khí phồn thịnh, là chỗ tuyệt hảo để tu luyện, lại bị bọn họ hút đi gần như khô kiệt rồi. Tô Ma tiếp tục nói, sau khi những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần bị đưa đi, người tu chân xuất hiện gián đoạn, những tiên đế đó cũng không muốn ở trái đất xuất hiện những người tu chân cường đại nữa, thế là thay thế ý chí thiên đạo, đổi thành quy tắc thiên đạo. Vì thế, chỉ cần ở trái đất đột phá lên cảnh giới kết đan, thì sẽ sinh ra những thứ kỳ lạ, đau đến không muốn sống nữa. Tô Ma cười lạnh nói, kể từ đó, người tu chân cảnh giới kết đan, hoặc là tự nguyện thông qua tinh không cổ lộ rời khỏi trái đất, hoặc là chết một cách không rõ ràng. Có điều, ông và Tô Vô Kỵ, có giữ lại trí bảo của đại nhân vật kia, có thể là tránh được những thứ không rõ ràng đó. Nói đến đây, Tô Ma giống như nghĩ đến điều gì đó, trừng mắt to mà nói, đợi đã, tháp lưu ly 9 tầng trong tay cháu. Tháp này chính là trí bảo mà Tô Vô Kỵ dùng để áp chế những thứ kỳ lạ đó, Tô Vô Kỵ tất nhiên sẽ chịu những thứ kỳ lạ đó quấy nhiễu. Tô Ma không thể tin mà nói, sao ông ấy lại đem bảo tháp giao cho cháu, đây không phải là muốn chết sao? Chuyện này tôi chưa từng nghe cha nhắc qua. Tô Thương nói, ông cố Tô Vô Kỵ, không phục thiên đạo, muốn tự lực cánh sinh, nghịch thiên mà đi, phá tan những thứ kỳ lạ kia. Chuyện này, cái quyết tâm này thật đáng sợ. Mặc dù ông ấy trấn áp ông hận ông ấy hơn 100 năm, nhưng lần này ông ấy khiến ông thật kính nể đó nha. Tô Ma đầu tiên là khâm phục, sau đó chắc chắn nói, có điều, Tô Vô Kỵ thật sự là đang tìm cái chết, ông ấy chỉ là một tu sĩ nhỏ, làm sao có thể phá vỡ được pháp tắc thiên đạo chứ? Tính cách của ông ấy thì ông hiểu rõ, tất nhiên sẽ không bước lên tinh không cổ lộ, đến ngoại vực làm nô lệ cho người khác. Chỉ cần không đi ngoại vực, trên người lại không có chí bảo, chắc chắn sẽ sớm biến thành bạch cốt trắng như tuyết rồi. Tô Ma cười nói, ông hình như đang rất vui vẻ sao? Tô Thương thấy vậy, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tô Ma, dò hỏi, nếu ông và Tô Vô Kỵ cũng một người mà ra, ông cũng đã nói, ông hồn phi phách tán thì ông ấy cũng sẽ bị thương. Nói như thế, Tô Vô Kỵ nếu như đã chết, ông cũng sẽ bị thương như vậy, chẳng lẽ hơn 100 đó, ông không nhận ra được sao? Tô Thương hỏi, cái này, Tô Thương sững sờ một chút, sau đó thuận miệng giải thích, tòa bảo tháp này, thần bí khó lường, ngăn cách mọi thứ, vì thế nên ông mới không cảm nhận được. Không đề cập đến Tô Vô Kỵ nữa, cháu trai, ông ấy chết vừa hay, sau này cháu chỉ có một ông cố, nhớ kỹ, ông là Tô Ma, ma trong ma đầu nha. Tô Ma nhìn Tô Thương, ánh mắt đỏ rực nói, cháu nhanh thả ông cố ra ngoài đi, tìm cho ông mấy thành trì, ông lấy huyết nhục của mấy chục vạn người, nặn lại thân thể. Đến lúc đó, ông tất nhiên sẽ càn quét thiên hạ, để nhà họ Tô trở lại đỉnh phong. Tô Ma dụ dỗ nói, mà cháu, chính là thiếu chủ nhà họ Tô, áp đảo trên trăm vạn người, muốn gì thì làm đó, thiên hạ to lớn này, không ai dám đắc tội cháu. Tô Thương ban đầu vốn có chút hoài nghi Tô Ma, nghe đến đó, càng nghi ngờ hơn. Cái linh hồn này, thật là do ông cố mình tu luyện vô ngã ma công sao? Cháu trai, cháu còn do dự gì chứ? Cháu nắm trong tay tháp lưu ly 9 tầng, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu, thì có thể thả ông cố ra liền. Cháu là chắt của ông lại có thể đối xử tệ bạc với cháu sao? Tô Ma dẫn dụ nói, cháu suy nghĩ kỹ đi, ông có thể cho cháu thành vua thiên hạ, được vạn người ngưỡng mộ. Rượu ngon tùy tiện uống, gái đẹp tùy ý chọn, đi đến đâu đều có người hầu kẻ hạ, những ngày tháng đó, chẳng lẽ cháu không muốn sao? Tô Ma trên mặt nở nụ cười, tiếp tục giật dây mà nói, cháu trai, chỉ cần một suy nghĩ thôi, cháu sẽ có được mọi thứ, đừng do dự. Tô Thương không hề cử động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Ma, quyết định thăm dò đối phương một chút. Thế là, Tô Thương giả vờ nhận thân phận của Tô Ma, nói, ông cố Tô Ma, thật không dám giấu, ông cố Tô Vô Kỵ trước khi đi có nói với ông nội của cháu, nhất định phải giữ gìn tháp lưu ly 9 tầng, không thể thả ông ra ngoài được. Ông nội cũng dặn dò cháu như thế, cho nên cháu không thể tự tiện làm được. Tô Thương nói tiếp, hay như vậy đi, bây giờ cháu đi tìm ông nội, để ông ấy gọi bà nội họ đến,
còn ông họ thứ hai, ông họ thứ ba, cùng kêu đến luôn. Nói thật, có thả ông ra ngoài được hay không, một vãn bối như cháu không làm chủ được, mà bọn họ đều là con cái do ông sinh ra, để cho họ đến thương lượng đi. Tô Thương nhìn sang Tô Ma, khẽ cười nói, ông cố Tô Ma con gái ông, cũng chính là bà cô của cháu, tác phong làm việc của bà ấy quả thực rất giống với ông, có lẽ sẽ thả ông ra đó. Ha ha ha, cháu trai ngoan, cứ dựa theo lời cháu nói mà làm đi. Tô Ma kích động cười nói, cháu đem thả ông rời khỏi đây là chuyện tốt, nói rõ một chút, bốn đứa con của ông, tính cả ông nội trong đó nữa, tất nhiên đều sẽ đồng ý rồi. Tôi đi theo bên cạnh ông ấy cũng nhận được một ít lợi ích, không ngừng khôi phục sức mạnh, trí nhớ cũng theo đó mà khôi phục theo. Hóa ra tôi vốn dĩ là tiên đế ở khu vực bên ngoài, bởi vì bị kẻ địch tính kế cho nên mới trọng thương mà chạy trốn đến trái đất. Tô Ma nói, mấy năm đó, tôi và ông cố của cậu sớm chiều luôn ở cạnh nhau, xem như là anh em chí cốt, tình cảm của đôi bên vô cùng tốt, cho nên tôi đã không lựa chọn rời đi. Hơn nữa, tình trạng vết thương của tôi cũng khá nặng, cần phải tu dưỡng từ từ, cho nên tôi tiếp tục ở lại bên cạnh Tô Vô Kỵ. Sau đó, Tô Vô Kỵ ngưng kết kim đan, bước vào cảm giới kết đan, chịu đựng đủ mọi sự quấy nhiễu của những điều kỳ lạ đó. Tô Ma nghĩa khí ngút trời nói, ông ấy là anh em của tôi thì sao tôi có thể ngồi yên mặc kệ cho được. Chỉ là không rõ mà thôi, nếu tôi ở trạng thái toàn thịnh, điều khiển tháp hư không thì chỉ trong chớp mắt là đã có thể phá vỡ quy luật do những tiên đế khu vực bên ngoài bày ra, giúp cho trái đất không còn những điều kỳ lạ đó nữa, ai ai cũng đều có thể thu chân được. Tô Ma cười khổ nói, nhưng mà, tình trạng vết thương của tôi quá nặng, vòng tay lưu trữ cũng bị kẻ địch đánh nát. Trên người lại không có bảo vật quan trọng khác, chỉ có tháp hư không là có thể áp chế những điều kỳ lạ đó. Bởi vậy, tôi đã cho Tô Vô Kỵ mượn tháp hư không, tạm thời nhờ ông ấy giữ gìn, sau này rồi trả lại cho tôi. Tô Ma nhìn về phía Tô Thương, nghiêm túc nói, nhóc con, tôi chính là bạn tri kỷ của ông cố cậu, cũng coi như là ông cố của cậu, cho nên cậu không thể giết tôi đâu, nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Im miệng. Tô Thương nhìn Tô Ma chằm chằm. Cười lạnh nói, Tô Ma, nếu ông và ông cố của tôi có quan hệ tốt như vậy, vậy thì tại sao ông ấy lại trấn áp ông vào trong tháp hư không? Hay, Tô Ma thở dài một hơi, sau đó nói, còn không phải là do tôi bị tẩu hỏa nhập ma sao? Mấy năm đó, tôi bị thù hận gặm nhấm, vô cùng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ sau đó trở về khu vực bên ngoài tìm kẻ thù để tính sổ, kết quả chỉ vì cái lợi trước mắt mà bị tâm ma quấy nhiễu. Tô Ma nói tiếp. Một vài lời đồn cậu nghe được là thật, quả thật tôi đã tàn sát hơn 10 vạn người, chỉ để trở nên mạnh mẽ, cuối cùng bước vào cảnh giới kết đan. Mà tôi, vốn dĩ không thuộc về trái đất này. Hơn nữa công pháp mà tôi tu luyện lại khá đặc biệt, cho nên đã tránh được những điều kỳ lạ đó, bởi vậy tôi cũng không đòi lại tháp hư không từ chỗ ông cố cậu. Tô Ma nói tiếp, nhưng mà ai ngờ, ông cố của cậu biết tôi vì muốn nâng cao sức mạnh mà đã tàn sát hơn 10 vạn người. Cho nên đã cắt đứt quan hệ anh em với tôi, thậm chí còn ra tay muốn thu phục tôi. Tôi vốn tưởng rằng, dựa vào bản lĩnh của bản thân có thể đánh bại được Tô Vô Kỵ nhưng nào có ai ngờ được thiên phú của ông ấy lại kinh khủng như thế, quả thực thần công vô ngã sinh ra chính là dành riêng cho ông ấy. Tô Ma cười khổ nói, trong trận chiến kia, tôi không phải là đối thủ của Tô Vô Kỵ, đã bị ông ấy dùng tháp hư không mà tôi đã đưa cho ông ấy đánh bại. Nhóc con! Mặc dù tôi đã bại trận dưới tay ông cố cậu, nhưng tôi không hề hận ông ấy chút nào, là ông ấy đã kéo tôi lại, tránh cho tôi bước vào ma đạo. Tô Ma cảm kích nói, nếu như không có Tô Vô Kỵ, chỉ sợ tôi đã sớm trở thành ma đầu với cái xác không hồn, may có ông ấy đấy. Ha ha! Tô Thương nghe xong câu chuyện do Tô Ma kể lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười bỡn cợt, Tô Ma, ông nói là ông đã truyền lại thần công vô ngã cho ông cố của tôi ư? Ừm, Tô Ma gật đầu. Ra là vậy sao? Tô Thương nghe ông ta nói vậy, anh lập tức truyền vào đầu Tô Ma một đoạn pháp quyết thần công vô ngã, sau đó hỏi Tô Ma, ông có biết pháp quyết này không? Cái này, vô cùng tuyệt vời. Tô Ma nhất thời mừng rỡ như điên, nhịn không được truy hỏi, nhóc con, đây là công pháp gì vậy, cậu có thể truyền dạy toàn bộ cho tôi được không? Ha ha, đây chính là một đoạn nhỏ của thần công vô ngã. Tô Thương cười lạnh rồi nói, ngay cả cái này mà ông cũng không biết, vậy mà còn dám bịa chuyện xưa trước mặt tôi sao?
Hơn nữa, ông cho rằng tôi dễ bị ông lừa gạt lắm sao? Nếu như ông là chủ nhân của tháp hư không, vậy thì sao tháp hư không lại trấn áp ông? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ mà. Nghe anh nói như vậy, Tô Ma nhất thời không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ cách đối phó. Tôi đã cho ông cơ hội nhưng ông lại không quý trọng, bây giờ thì ông chết được rồi đó. Ánh mắt Tô Thương lạnh lẽo, ngay sau đó tính mượn sức mạnh của tháp hư không khiến cho Tô Ma tiêu tan hồn vía. Chờ một chút, Tô Ma triệt để sụp đổ, vẻ mặt sợ hãi nói, Tô Thương, tôi thừa nhận, quả thật tôi lừa gạt cậu về thân phận của tôi, nhưng thật sự tôi và ông cố của cậu là bạn tốt của nhau. Không phải ông ấy không cách nào khiến cho tôi hồn bay phách lạc, mà do ông ấy không đành lòng, cho nên mới nhốt tôi vào trong tháp hư không. Tô Ma sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cầu xin nói, Tô Thương, cầu xin cậu đừng giết tôi. Nếu cậu không tin thì cậu có thể đến tìm ông cố của cậu để kiểm chứng sự thật. Từ trước đến nay tôi luôn xem trọng lời thề, bây giờ tôi có thể thề với trời rằng những gì tôi nói đều là thật. Thề với trời sao? Tô Thương cười lạnh nói, ha ha, mới có một lát như vậy mà ông đã thề 3 lần rồi, ông cảm thấy tôi sẽ tin ông sao? Lần này là tôi nghiêm túc đó. Tô Ma run rẩy nói. Vậy ông nói cho tôi biết, rốt cuộc ông là ai, có thân phận gì? Tô Thương chất vấn, đồng thời uy hiếp nói, tôi muốn nghe sự thật, nếu như ông dám lừa tôi thì tôi sẽ không cho ông cơ hội giải thích, mà sẽ giết chết ông ngay lập tức. Tô Ma nhất thời khó xử, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, ông ta nói, Tô Thương, về thân phận của tôi thì tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết. Biết quá nhiều sẽ không có gì tốt cho cậu cả. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi và ông cố của cậu là người đi cùng đường, chúng tôi có chung mục tiêu. Tô Ma nghiêm túc nói, cho nên, cậu không giết tôi được đâu, giữ lại tôi sẽ rất có lợi. Về thân phận của ông, nếu ông không muốn nói thì tôi cũng không ép ông nữa. Tô Thương nhìn Tô Ma chằm chằm, thay đổi giọng điệu nói, nhưng ông nhất định phải trả lời cho tôi biết về mục tiêu của ông cố tôi là gì. Nếu ngay cả cái này mà ông cũng không chịu nói cho tôi biết, vậy thì ông đừng trách tôi không nể tình. Được. Tô Ma gật đầu, không hề giấu giếm mà thành thật nói, tâm tư của ông cố cậu còn cao hơn cả trời. Ông ta có mang một ý nguyện to lớn vĩ đại, đó chính là cắt đứt bàn tay lớn của khu vực bên ngoài, để cho linh khí của trái đất được khôi phục về vẻ thịnh vượng mấy ngàn năm trước. Ông ấy đã từng nói, mong cho khắp nơi trên trái đất đều phun trào linh khí. Mong cho tu sĩ của dân tộc, ai nấy cũng đều vượt qua những thứ kỳ lạ đó. Nói đến đây, trong mắt Tô Ma hiện lên vẻ khâm phục, Tô Vô Kỵ người này, đặt cả thiên hạ trong tâm trí, mang cả trái đất trong tim, làm cho người ta phải kính nể. Tô Thương nghe ông ta nói như vậy, tự nhiên dâng lên tia kính phục. Anh kính nể Tô Vô Kỵ. Không phải do Tô Vô Kỵ là ông cố của anh, mà chỉ đơn giản vì ông ấy tên là Tô Vô Kỵ. Tô Ma. Ông cố của tôi mang trong lòng cả thiên hạ, nhưng thoạt nhìn, tôi thấy ông không giống kiểu người hiên ngang lẫm liệt cho lắm. Tô Thương nhìn chằm chằm Tô Ma, anh hỏi, tại sao mục tiêu của ông lại giống với của ông cố tôi? Bởi vì, những thiên đế ngoại vực kia là kẻ thù của tôi. Tô Ma nghiến răng nghiến lợi nói, lời tôi nói vừa rồi có nửa thật và nửa giả, chuyện về vô ngã thần công và tháp hư không là giả, còn chuyện xưa của tôi với ông cố của cậu lại là thật. Năm đó chính là 3 tên tiên đế ngoại liên thủ với nhau khiến cho tôi bị thương nặng, nhưng may mắn tôi nhặt được một mạng, chạy trốn đến trái đất. Tô Ma tức giận nói, tôi thề, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi sẽ nghiền nát hư không, đi tìm 3 tên khốn kiếp kia để tính sổ, khiến bọn họ chết không toàn thây. Mà chuyện tôi bị tẩu hỏa nhập ma cũng là thật, hay, thù hằn đã che đậy mất lương tâm của tôi. Tô Ma nói với vẻ mặt áy náy, hơn 100 năm qua. Tôi thường hay nhớ tới những oan hồn đã chết oan trong tay tôi, trong lòng tôi vô cùng tự trách. Mặc dù tôi làm việc cả đời, kiêu ngạo độc đoán, nhưng trước đó, tôi chưa bao giờ lạm sát người vô tội, lúc này đây tôi lại tàn sát mấy chục vạn sinh linh, thật không nên mà. Tô Ma tự trách nói. Tô Thương nhìn không ra, không biết rốt cuộc lời Tô Ma nói là thật hay giả. Thế nhưng, nếu người này hiểu rõ về vô ngã thần công như vậy, chứng tỏ ông ta có quen biết với ông cố của anh, hơn nữa quan hệ chắc cũng không tệ. Cho nên, Tô Thương suy nghĩ một hồi rồi quyết định tạm thời giữ lại cho ông ta một mạng,
không cắn nuốt linh hồn ông ta coi như là đã nể mặt ông cố rồi. Chờ đến khi có cơ hội gặp được ông cố, rồi kiểm chứng với ông cố sau. Nếu như Tô Ma dám lừa anh, thì đến lúc đó Di Ba Tê chết ông ta cũng không muộn. Dù sao Tô Ma cũng bị nhốt trong tháp hư không, trừ khi Tô Thương đồng ý thì bằng không cả đời ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi tháp. Nhớ tới ông cố, trong lòng Tô Thương lại có thêm một thắc mắc, cho nên hỏi, Tô Ma, rốt cuộc thì ông cố của tôi có nghịch tu vô ngã thần công hay không? Có. Tô Ma gật đầu nói, với tính khí của Tô Vô Kỵ thì sao có thể không tu được chứ? Vậy nói cách khác, tôi thật sự có hai ông cố sao? Tô Thương khó hiểu nói. Không phải. Tô Ma lại lắc đầu, sau đó ông ta lập tức khâm phục nói, phải nói ông cố Tô Vô Kỵ của cậu thật rất tuyệt vời. Theo lời ông ấy nói, vô ngã thần công muốn thuận nghịch đồng tu thì nhất định phải phân tách ra một linh hồn, phân tách bản thân chia ra làm hai, một người thì tu thiên công vô ngã, còn một người thì tu vô ma công vô ngã. Nhưng ông ấy lại khăng khăng giữ vững bản thân, ông ấy nói rằng Tô Vô Kỵ ông ấy là độc nhất vô nhị trên thế gian, không thể xuất hiện thêm Tô Vô Kỵ thứ hai. Tô Ma nói tiếp, vì thế ông ấy đã thay đổi quy luật, lấy thân thể hiện có mà thuận nghịch đồng tu, thế cho nên trong cơ thể ông ấy mới có hai luồng linh khí. Một luồng linh khí thuần dương, một luồng linh khí tà ác, hai luồng linh khí dung hòa vào nhau. Tô Ma lẩm bẩm nói, mặc dù tôi không hiểu rõ vô ngã thần công, nhưng cũng nhìn ra được, sở dĩ môn công pháp này phải phân tách linh hồn, là để nó càng thêm thuần túy. Linh hồn lương thiện thì chuyên tu thiên công vô ngã, còn linh hồn tà ác thì chuyên tu ma công vô ngã, nước sông không phạm nước giếng, như thế để tránh quấy nhiễu lẫn nhau. Tô Ma nhìn không được khen ngợi, nhưng ông cố của cậu, với tính cách cứng cỏi nên đã khống chế được mặt tà ác. Tay phải làm chuyện tốt, tay trái làm chuyện xấu, trong cùng cảnh giới đã không có đối thủ, giết người lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều, tu luyện vô ngã thần công càng lâu thì lĩnh ngộ càng sâu sắc, sẽ càng khó khống chế cái tà ác. Tô Ma thở dài một hơi nói, không biết Tô Vô Kỵ còn có thể kiên trì được bao lâu. À phải rồi Tô Thương, cậu nói sau khi Tô Vô Kỵ đột phá cảnh giới Nguyên Anh thì lập tức biến mất, sau đó không hề xuất hiện nữa sao? Tô Ma hỏi. Từng xuất hiện một lần. Tô Thương trả lời ông ta, lần đó, cả người ông ấy cháy đen, cả người đầy vết thương, thoạt nhìn vô cùng chật vật, hình như hơi thở cũng không ổn định. Ra là vậy. Tô Ma nghe vậy, sau đó lập tức kết luận, xem ra giống như tôi đã suy đoán, Tô Vô Kỵ không hề đặt chân lên tinh không cổ lộ, mà lựa chọn tiếp tục ở lại trái đất. Nếu như vậy, thì ông ấy không chỉ chịu đựng những thứ kỳ lạ đó thôi mà còn phải chịu đựng nỗi khổ trải qua lôi kiếp, cả người ông ấy cháy đen, thương tích đầy mình, có lẽ là do lôi kiếp gây ra. Tô Thương tò mò nói, lôi kiếp sao? Không sai. Tô Ma gật đầu nói, đây là quy luật do tiên đế ngoại vực đặt ra, bọn họ cho phép trái đất xuất hiện người tu chân với cảnh giới trúc cơ, bởi vì trúc cơ đối với bọn họ mà nói là quá yếu, giống như con kiến vậy, không tạo ra uy hiếp gì, cho nên bọn họ không quan tâm. Trên trúc cơ, chính là cảnh giới kết đan, đối với người tu chân cảnh giới này, đương nhiên tiên đế ngoại vực cũng không sợ, nhưng bọn họ muốn ngăn cản người tu chân tiếp tục đột phá, cho nên đã lập ra quy tắc. Tô Ma nói tiếp, cảnh giới kết đan, cơ thể sẽ xảy ra những thứ kỳ lạ đó, loại những thứ kỳ lạ đó này sẽ luôn đi theo chúng ta. Đến cảnh giới Nguyên Anh, không chỉ có những thứ kỳ lạ đó không thôi, mà cứ cách nửa tháng là sẽ phải chịu sự tàn phá của lôi kiếp một lần. Tô Ma giống như đã từng trải qua, kiêng kỵ nói, loại lôi kiếp này mặc dù không đến mức phải chết, nhưng lại làm cho người ta sống không bằng chết. Cho dù là người tu chân có ý chí kiên định, sau khi trải qua một lần lôi kiếp đó thì ý chí hầu như đều sẽ bị hao mòn không còn nữa, từ đó họ sẽ lựa chọn đi lên tinh không cổ lộ. Tô Ma oán hận nói, đây cũng là một trong những thủ đoạn của tiên đế ngoại vực chèn ép tu sĩ trái đất đặt chân lên tinh không cổ lộ. Năm đó không có một tu sĩ nào chịu đựng được, đều rối rít đặt chân lên tinh không cổ lộ. Hơn 10 vạn tu sĩ Nguyên Anh vậy mà không hề có một người chống chọi được, đối diện với lôi kiếp ai nấy cũng đều cúi đầu. Đương nhiên, lôi kiếp này đối với cường giả đứng đầu trái đất lúc đó không có tác dụng là bao, cho nên mới có tiên đế ngoại vực duy trì cánh cửa không gian, cưỡng ép bắt giữ cường giả ở trái đất. Nhắc tới chuyện này, trong mắt Tô Ma hiện lên tức giận ngút trời.
Tô Thương thấy vậy thì hỏi, ông là một trong những cường giả đỉnh phong của trái đất năm đó sao? Nhưng Tô Ma giống như không nghe thấy câu hỏi mà Tô Thương đã đặt ra, ông ta lựa chọn im lặng. Tô Thương thấy đối phương không muốn nói, nên cũng không truy vấn. Bây giờ, rất nhiều vấn đề mà Tô Thương đã biết rồi, những vấn đề còn lại chính là cái mà Tô Ma không muốn nói. Bây giờ Tô Thương càng cảm thấy không thể giết Tô Ma được. Người này biết rất nhiều chuyện về trái đất, mà những thứ này lại là những thứ mà bản thân anh hoàn toàn không biết gì, giữ lại ông ta lại chắc là có chút tác dụng. Tô Ma, lần này tôi tiến vào tầng thứ hai của tháp hư không chính là để tìm ông. Tô Thương nói tiếp, tôi có một số việc muốn hỏi ông một chút, là chuyện về Quỷ Minh Tông. Quỷ Minh Tông sao? Tô Ma nghe được ba chữ này, nhất thời cười khổ nói, đây là lúc tôi mê muội đã sáng lập ra một tông phái. Mục đích là để cho bọn họ thu thập tài nguyên thay tôi. Thế nhưng hôm nay tôi đã tỉnh táo, tông phái này không còn ý nghĩa gì cả. Tô Ma khó hiểu nói, sao vậy, hơn 100 năm trôi qua mà Quỷ Minh Tông vẫn còn tồn tại sao? Tô Vô Kỵ không tiêu diệt tông phái đó sao? Tôi cũng không rõ chuyện năm đó lắm, nhưng Quỷ Minh Tông không hề biến mất. Tô Thương nhìn Tô Ma, không hề giấu giếm mà nói toàn bộ chuyện đại hội võ thuật trăm tông phái. Và cả chuyện phát hiện tử khí ở Xuân Quang Lâu, phố cổ võ đang cho Tô Ma nghe. Đại hội võ thuật trăm tông phái. Tô Ma nghe xong, phản ứng đầu tiên của ông ta là hỏi, năm nay là năm nhâm dần nhỉ? Năm nhâm dần. Tô Thương dừng một chút, sau đó mới gật đầu nói, không sai, năm nay là năm 2022, niên đại âm lịch là năm nhâm dần. Ha ha. Rốt cuộc cũng đã đợi được đại hội võ thuật trăm tông phái năm nhâm dần rồi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tô Ma nhất thời quá đỗi vui mừng, trên mặt hiện lên vẻ kích động, sau đại hội võ thuật trăm tông phái, tôi sẽ lên như diều gặp gió. Tam đại tiên đế ngoại vực, ha ha, mấy người sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu, trong vòng 3-5 năm, tôi nhất định sẽ tự tay tiêu diệt mấy người, báo thù mối hận năm đó. Ý ông là sao? Năm nhâm dần có gì đặc biệt sao? Tô Thương tò mò hỏi. Tô Thương, về chuyện này thì tôi có thể trả lời cậu. Tô Ma nhẹ nhàng cười nói, từ mấy trăm năm trước, khi tôi tỉnh lại từ một ngọn núi nổi tiếng bất diệt, đã từng có một môn chủ võ đang đoán trước tương lai cho tôi. Ông ấy nói, tôi sắp phải trải ra một trận đại họa, sau đó sẽ chạy trốn đến nơi khác mấy trăm năm, cuối cùng sẽ nương nhờ vào một món bảo vật. Tô Ma nói tiếp. Ông ấy còn nói, kiếp nạn của tôi sẽ chấm dứt khi đại hội võ thuật trăm tông phái được diễn ra vào năm nhâm dần. Đến lúc đó, tôi sẽ lên như diều gặp gió thăng bước 8 vạn dặm, tung hoành ngang dọc 19 khu vực giải ngân hà. Ngay từ đầu khi ông ấy nói, tôi đã không hề tin, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại giống y hệt như ông ấy nói. Tô Ma hăng hái nói, ha ha, năm nhâm dần, cuối cùng tôi cũng đã đợi được rồi. Bây giờ tôi không thể chờ được nữa, nhóc Tô Thương, khi nào thì đại hội võ thuật trăm tông phái sẽ bắt đầu. Ngày mai, Tô Thương thản nhiên nói. Ha ha ha, nhanh như vậy sao? Tô Ma mừng rỡ như điên nói, mấy ngày này tôi có thể rời khỏi tháp hư không, tung hoành trong thiên hạ, rốt cuộc cũng đã có cơ hội để trả lại mối thù ngày xưa rồi. Tô Ma, có một chuyện tôi hy vọng ông có thể hiểu cho rõ. Tô Thương lại mang vẻ mặt tươi cười. Nghiền ngẫm nói, ông có thể ra khỏi tháp hư không được hay không là do tôi quyết định, cái gọi là suy diễn vận mệnh gì đó, tất cả đều là vô nghĩa. Nếu như không được tôi cho phép, đừng nói vài ngày, cho dù có là 35 năm, ông cũng đừng mơ tưởng đến chuyện rời khỏi tháp hư không. Cậu nhóc Tô Thương, cậu sẽ thả tôi ra ngoài, Tô Ma tự tin cười nói. Ha ha, e rằng ông phải thất vọng rồi. Tô Thương nói như vậy, trước mắt thì tôi vẫn chưa có ý định thả ông ra khỏi tháp đâu. Tô Ma cũng chỉ cười, chứ không hề tranh cãi với Tô Thương chuyện này. Sau đó ông ta nói, năm đó quả thật tôi đã để lại cho Quỷ Minh Tông một món pháp khí, đó là một hòn đá tà linh có thể hấp thụ tử khí vô tận, giúp khống chế lực lượng hủy thiên diệt địa đã có. Nếu là trong đá tà linh chứa đựng một lượng lớn tử khí, một khi tế xuất, thì chỉ trong chớp mắt. Ít nhất trong phạm vi trăm dặm sẽ không còn một ngọn cỏ. Lúc nãy cậu có nói, cậu cảm nhận được trong Xuân Quang Lâu có lượng tử khí khổng lồ, có chung nguồn gốc xuất phát với tôi, có lẽ đó là đệ tử của Quỷ Minh Tông,
họ đã thu thập đủ tử khí rồi thì sẽ muốn làm chuyện gì đó ở trên núi Võ Đang. Tô Ma nhìn về phía Tô Thương với vẻ mặt tươi cười, sau đó hỏi tiếp, Tô Thương, cậu hỏi tôi việc này là muốn ngăn cản đệ tử của Quỷ Minh Tông sao? Đúng là tôi có ý này, Tô Thương không phủ nhận. Ha ha, không hổ là con cháu của Tô Vô Kỵ, trong lòng mang thiên hạ, thương hại chúng sinh. Không, Tô Thương lắc đầu nói, tôi không xen vào sự sống chết của người khác, nhưng có người hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra, tôi không muốn để cho cô ấy thất vọng. Ồ, Tô Ma cười đùa nói, tên nhóc cậu, lại có điểm này rất giống tôi đánh giá cao cậu. Hơn 20 tuổi đã đạt luyện khí tầng 9, thiên phú như nhau nhỉ. Nhưng cậu có thể nhận được sự công nhận của tháp hư không, chắc hẳn là có ưu điểm riêng của mình. Tô Ma nói tiếp, cậu nhóc, cậu có muốn kế thừa công pháp tu luyện đã truyền đời này sang đời khác của tôi không? Sau này nhất định cậu sẽ vô địch thiên hạ. Không có hứng thú. Tô Thương thản nhiên nói, ông cũng đừng giả vờ làm thân nữa, lúc trước ông đã bị người đánh đến nỗi mất trí nhớ, lấy mặt mũi đâu ra mà nói vô địch thiên hạ. Cậu thì biết cái khỉ gì? Tô Ma sĩ diện, nghe anh nói như vậy thì nhất thời vẻ mặt không nén được tức giận, cắn răng nói, ba tên tiên đế kia đều là cường giả trong thế giới. Nếu như một chọi một tôi có thể chiếm ưu thế hoàn toàn, cho dù có đánh hai người thì tôi cũng nắm chắc phần thắng trong tay. Ba người liên thủ, tôi cũng không hề sợ. Thế nhưng bọn họ lại âm thầm hạ độc thủ, bọn họ tính kế tôi. Tôi phải ứng chiến với ba vị tiên đế đỉnh phong với thân thể trọng thương của mình, mà vẫn có thể sống sót dưới tay bọn họ, trên thế gian này như thế đã là có một. Được rồi, tôi không có hứng thú với những thứ này. Tô Thương hết lần này tới lần khác không thèm nghe ông ta ba hoa, ngắt lời nói, bây giờ tôi đang ở Xuân Quang Lâu. Lát nữa tôi sẽ đi tìm đá tà linh. Nếu như đối phương rất yếu thì tôi sẽ tự mình cướp đá tà linh đi, còn nếu như thực lực của đối phương mạnh hơn tôi sẽ tìm cơ hội cho ông nói chuyện với người đó, ông hãy ra lệnh cho người đó đưa tà linh cho tôi. Cậu xin tôi giúp cậu làm đấy à? Tô Ma nghe vậy thì bắt đầu gây khó dễ, khẽ cười nói, nhóc con, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cậu vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.